bởi vậy có thể thấy được uy lực kinh khủng đến mức độ nào. Mà quân tiêu giao bị nhốt ở trong đó, thân thể chấn động, bắt đầu ho ra máu, bên ngoài thân xuất hiện vết tích giãn nứt. Cái gì, thấy cảnh này, mọi người có mặt ở đây đều sợ ngây người. Thần tử quân gia danh xương vô địch thế hệ trẻ tuổi, vậy mà lại bị thương ho ra máu, ngoài thân vỡ nứt. Điều này quả thực khiến người khác không cách nào tin được, truyền đi sẽ oanh động thập phương. Dù sao từ khi quân tiêu giao xuất thế đến nay, quét ngang thế hệ trẻ tuổi, chưa từng bại một lần. Là nhân vật vô địch thần thoại, thậm chí có thể đi con đường của riêng mình, danh xưng vạn cổ dị số, khiến tiên vực ý chí kiêng kỵ. Hơn nữa cũng chưa từng có thiên kiêu nào có thể khiến cho quân tiêu dao bị thương thậm chí ho ra máu. Nhân vật việt thế như vậy, giờ phút này thân thể chấn động, khóe miệng có từng điểm từng điểm máu tươi tràn đầy. Điều này khiến cho mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ừm, sao có thể như vậy được? Con người vũ hóa vương thâm thúy, nhíu mày. Vũ Vân Thường đứng bên cạnh sắc mặt trắng bệch, trái tim loạn nhịp, nhịn không được bắt lấy ống tay áo Vũ Hóa Vương nói, ca ca, hay là huynh đi giúp quân công tử đi. Đừng vội, dù thế nào thì quân huynh cũng không thể lập tức viên lạc được. Vũ Hóa Vương khẽ lắc đầu, trong thế hệ trẻ tuổi, hầu như không tồn tại người có thể giết được quân tiêu giao. Dù là khủng long bạo chúa giao nhi, cũng không có năng lực trực tiếp giết quân tiêu giao. Vũ Hóa Vương luôn cảm giác có cái gì đó không đúng. Chẳng lẽ quân huynh còn giấu nghề? vũ hóa vương lẩm bẩm một bên khác trái tim long cát công cũng nhảy dựng lên vô cùng lo lắng cho quân tiêu dao dù sao quân tiêu dao cũng vì cứu nàng mà đến nếu thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn không sẽ không có chuyện gì đâu hắn không phải người như vậy trong đầu long cát công chúa nhớ tới bóng người áo trắng gương mặt lúc nào cũng vân đạm phong khinh đạm mạc vạn vật hắn tự tin như thế thong dong như vậy nắm chắc thắng lợi trong tay như thế không có bất kỳ người nào hoặc việc gì có thể khiến hắn lộ ra sự kiên kỵ hoặc là sợ hãi. Cho dù là trước kia, khi Long cắt Công Chúa có thực lực tranh phong cùng quân tiêu giao, nàng cũng cảm giác mình hoàn toàn bị quân tiêu giao đùa bỡn trong lòng bàn tay. Một nhân vật yêu nghiệt, thực lực cường đại, tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn khó lường như này. Sao có thể bị đánh bại bởi tiêu la lị bạo lực Long Giao Nhi? Vậy thì khó tránh khỏi có chút tức cười. Ha ha, quân tiêu giao, lần này ngươi thất bại không thể nghi ngờ, hãy để bổn phách phương ta kết thúc truyền thuyết vô địch của ngươi long giao nhi tử nhãn lập lè, thần quang nở rộ thôi động thực lực bản thân đến cực hạn pháp lực bành trướng gia trì cửu đại thần hình hoàng kim cổ long huyết mạch và thương thiên phách huyết đều hoàn toàn kích phát huy quang bành trướng tràn ngập thiên địa uy năng của cửu đại thần hình mạnh hơn triệt để chôn vùi không gian phía quân tiêu giao bản nhân quân tiêu giao thể phách phóng thích thần mang muốn chống cự sức mạnh của cửu đại thần hình nhưng vết dạn nứt bên ngoài thân lại càng ngày càng nhiều, máu tươi tràn đầy. Tất cả thiên kiêu xung quanh nhìn không chuyển mắt, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy dáng vẻ quân tiêu dao bị thương. Quân tiêu dao, kết thúc rồi. Bàn chân Long Giao Nhi đạp mạnh, thẳng về phía quân tiêu dao, vô địch bá quyền quét sạch ra. Quân tiêu dao vốn nhận sự áp chế của Cửu Đại Thần Hình, giờ phút này tung trưởng ra, va chạm cùng Long Giao Nhi. Thân thể rút lui, nhục thân tựa như có dấu hiệu vỡ vụn. Cảnh tượng này không chỉ bị tất cả mọi người chung quanh nhìn thấy. Ngay cả ở chỗ sâu trong vũ trụ tinh không, rất nhiều đại lão đang theo dõi trận chiến cũng chú ý tới. Sắp kết thúc rồi sao? Thánh thể vô địch truyền thuyết, kết thúc tại đây. Không đúng, thần tử quân gia không đến mức như thế, hắn còn có át chủ bài chưa ra. Một vài đại lão trong bóng tối giao lưu với nhau, những kẻ thù địch với quân tiêu giao, rất vui khi thấy cảnh này. Trong vũ trụ sao trời, người hộ đạo của Long Giao Nhi, Long Uyên thấy cảnh này, trên khuôn mặt già nua cũng hiện lên vẻ mừng rỡ nhàn nhạt, nhạt. Không uổng công bá thể tổ đường và thái hư cổ long tộc ta bồi dưỡng, giao nhi con đã không khiến chúng ta phải thất vọng. Gương mặt Long Uyên để lộ ra sự vui mừng, lúc trước ông ta còn có một tia thấp thỏm, sợ hãi Long Giao Nhi sẽ bại trong tay quân tiêu giao. Không chỉ làm mất danh xưng bá thể, càng sẽ khiến đạo tâm vô địch bất ổn. Hiện tại xem ra, là ông ta suy nghĩ nhiều rồi. Hiện tại cục diện này, rất nhiều người cho rằng e là quân tiêu giao không ổn rồi. Trừ phi thi triển ra cực chiêu chính át chủ bài thực thụ, nếu không thì khó mà lật ngược được tình thế. Quân tiêu giao, bổn phách vương cho ngươi một cơ hội, chủ động ngoan ngoãn làm nam sủng, giao nhi có thể không khiến ngươi phải chật vật như vậy. Chương 1036 đảo ngược sử thi, rung động bát phương. Chương 1036 đảo ngược sử thi, rung động bát phương. Long giao nhi hì hì cười một tiếng, hiện tại tâm tình nàng ta rất vui sướng thế thì không cần đâu, quân tiêu dao cười nhạt một tiếng, cho dù khóe môi có máu tươi chảy xuống, bên ngoài thân dạn nứt như đồ sứ, thân sắc của hắn vẫn thong rong và bình tĩnh như cũ. Ai, vậy thì ta cũng hết cách rồi, Long dao nhi khẽ lắc đầu, lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Nàng lại lần nữa xông lên, cửu đại thần hình bộc phát ra màu sắc trước nay chưa từng có, giống như là một tiểu vũ trụ bị dung luyện, sôi trào. Mà quân tiêu dao ở trong đó, nhục thân ẩm vang nổ tung, các loại phù văn tản ra, đạo tác đứt gãy. Sao có thể như vậy? Bốn phương tám hướng, vô số tiếng kinh hô vang lên. Trái tim Khương Thánh Y cũng vô thức co lại, dù là Long Giao Nhi, nhất thời cũng chừng lớn đôi mắt xinh đẹp, đầu óc chưa kịp phản ứng lại. Mặc dù chiêu thức cửu đại thần hình kinh khủng vô biên, nhưng quân tiêu giao cũng không đến nỗi trực tiếp viên lạc chứ. Yên lặng như tờ, trầm mặc như chết, trong không gian tĩnh mịch như vậy, một giọng nói lạnh nhạt, ôn thuận bỗng nhiên vang lên. Xem ra, vẫn là bản thần tử khinh thường ngươi, một cỗ pháp thân, vẫn chưa đủ để trấn áp ngươi. Giọng nói vừa rơi xuống, ở một nơi sâu trong thương khung, một khe hở không gian đột nhiên bị xé nứt ra. Sau đó, bên trong vạn trường kim sắc thánh mang xuất hiện một bóng dáng áo trắng tuyệt thế, siêu nhiên xuất trần. Giống như thần minh, rõ ràng là quân tiêu giao. Giờ khắc này, toàn thể thiên kiêu ngây ra, trợn mắt hàm mồm kinh ngạc. Một vài đại lão ở nơi sâu trong vũ trụ tinh không cũng ngây người ra, có chút buồn cười quá đặc sắc thiên địa tính mịch tất cả mọi thanh âm dường như đều bị kéo ra tất cả mọi người có mặt đều im lặng nhìn bóng người áo trắng bước ra từ trong vết nứt không gian tất cả mọi người chỉ cảm thấy giống như là nằm mơ đầu óc trống không hoàn toàn ngốc trệ tại sao lại có thể có hai quân tiêu dao đầu óc người bị lẫn rồi à rõ ràng là người vừa đấu với bá vương chỉ là pháp thân thôi nói cách khác từ nãy đến giờ bá vương đều chỉ chém giết pháp thân của thần tử quân ra sao một vị thiên kiêu nuốt nước bọt, giọng khô khốc nói. Có lẽ là như vậy, đừng quên, trước đó thần tử quân gia đã từng dùng pháp than để đại náo tiệc cưới của cổ đế tử. Lần này, mọi người mới nhớ ra, đây không phải là lần đầu tiên quân tiêu giao làm như vậy. Pháp thân của hắn, từng đại náo tiệc cưới của cổ đế tử, một cỗ pháp thân có thể độc kháng bốn vị truyền nhân tiên thống của tiên đình. Cuối cùng còn đưa tân nương tử thiên nữ riêng đi, có thể nói chấn động một thời, càng khiến cho cổ đế tử mất hết thể diện, đến nay tiệc cưới của hắn ta vẫn bị rất nhiều người xem như trò cười. Mà bây giờ, quân tiêu giao lại dùng lại chiêu cũ. Người bình thường căn bản không ngờ rằng, quân tiêu giao sẽ xuất động pháp thân để chiến đấu với bá vương. Đây quả thực không phải khinh thường, mà là miệt thị một cách trần trụi. Trải qua rất nhiều kỷ nguyên từ trước đến nay, thánh thể bá thể chi tranh, lần nào cũng đều là những trận chiến sinh tử. Thậm chí số lần mà thánh thể chiến thắng còn ít hơn so với bá thể. Kết quả hiện tại, đánh hơn nửa ngày. Long Giao Nhi vẫn luôn chiến đấu cùng pháp thân của quân tiêu giao. Giống như là tự đánh một mình vậy, ngược lại bản tôn quân tiêu giao, vẫn luôn giấu mình trong nơi sâu hư không, giống như quần chúng ngồi xem kịch vậy. Tính tổn thương không lớn, nhưng tính vũ nhục lại cực mạnh. Mà không chỉ vũ nhục một mình Long Giao Nhi, bên ngoài táng đế tinh, ở chỗ sâu trong tinh không vũ trụ. Long Uyên cũng nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mo nóng bỏng, sưng lên giống như là bị người khát tát hàng trăm cái vào mặt vậy. Ông ta thân là cường giả đại thiên tôn, đã rất lâu rồi mới phải nếm trải loại cảm giác bị làm nhục này. Trước đó ông ta còn mừng rỡ, cho là mình đã bồi dưỡng được một thiên kiêu vô địch có thể trấn áp quân tiêu giao. Kết quả hiện tại thế nào? Long Uyên thậm chí có thể cảm giác được, những đại lão đang ẩn trong chỗ tối kia, ánh mắt họ nhìn về phía ông ta, đều mang theo vẻ chế nhạo và chiêu tức. Ông ta mất hết thể diện rồi, mà không chỉ có thái hư cổ long tộc ông ta, còn có bá thể nhất mạch, cũng mất hết thể diện rồi dù sao long giao nhi đường đường là bá vương mà lại phải chiến đấu mới pháp thân của quân tiêu giao lâu như vậy điều này chẳng ra thể thống gì cả long uyên đã có cảm giác nếu người của bá thể tổ đường thấy cảnh này tâm tình sợ là sẽ không tốt đẹp gì phía cơ duyên đế cấp tất cả thiên kiêu vẫn ở trạng thái cứng ngắc như trước khương thánh y thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía khương lạc ly nói lạc ly đây chính là kinh hỷ trong miệng muội sao dĩ nhiên rồi thế nào điều ngạc nhiên này tiêu giao ca ca cũng tạm được đấy chứ. Khương Lạc Ly cười con mắt cong thành hình trang lưỡi liềm. Nàng càng ngày càng sùng bái quân tiêu giao, loại chiêu này mà cũng có thể nghĩ ra được, chắc hẳn sẽ gây ra tổn thương cho tâm hồn nhỏ bé của Long Giao Nhi. Các thiên kiều đều nhao nhao đổ dồn ánh mắt về phía Long Giao Nhi. Thực lòng mà nói, gặp phải loại tình huống như này, thì cho dù là ai chăng nữa tâm trạng đều sẽ sụp đổ. Quả nhiên, Long Giao Nhi gắt gao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi vai bé nhỏ có chút co rúm, giống như là đang cố gắng khắc chế không cho phép bản thân mình khóc lóc vậy. Các thiên kiêu ngạc nhiên nhìn thấy, bên trong tử nhãn long giao nhi, có chút hơi nước mờ mịt. Điều này, bị tức phát khóc sao? Một vị thiên kiêu ngạc nhiên, đường đường là bá vương, mà tức đến mức phát khóc. Điều này thực sự có chút buồn cười, nếu truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ là giai thoại thiên cổ, sẽ được lưu truyền mãi không ngừng. Quân tiêu giao, quân tiêu giao ngươi, long giao nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nước mắt sắp không tự chủ được mà chảy ra rồi. Giờ phút này nàng mới hiểu được, thế giới này hiểm ác cỡ nào. Lòng người hiểm ác cỡ nào, tâm linh ngây thơ đơn thuần của nàng phải chịu bạo kích nặng nề. Đặc biệt trước đó, Long Giao Nhi từng nghe nói về chuyện của cổ đế tử, nàng còn từng cười nhạo hắn ta là một phế vật, ngay cả pháp thân quân tiêu giao mà cũng không làm gì được. Trường 1037 bá vương tức phát khóc rồi. Trường 1037 bá vương tức phát khóc rồi. Kết quả hiện tại, thằng hề lại chính là mình. Long Giao Nhi thật sự rất muốn khóc, thế giới này quá tàn khốc. Nếu không phải chung quanh có nhiều người như vậy, Long Giao Nhi chắc chắn sẽ khóc lớn một trận. Nhưng bây giờ, trong nội tâm nàng lửa giận còn nhiều hơn. Lửa giận đối với quân tiêu giao, bây giờ đã khóc rồi sao, thật đáng tiếc, còn chưa tới lúc khóc thật đâu. Quân tiêu giao cười nhạt một tiếng, hắn giơ tay lên, búng tay một cái, bên trong miệng nhàn nhạt, nhạt phun ra, cấm tiên để tứ phong, ngưng, ngay lập tức, ngay tại vị trí mà pháp thân của quân tiêu giao sụp đổ, những đạp tác và phù văn tán giật hội tụ lại trong nháy mắt. Hóa thành một sức mạnh ngưng kết không gian lớn mạnh, chính là cấm tiên đệ tứ phong. Quân tiêu giao, giấu kín sức mạnh cấm tiên đệ tứ phong bên trong pháp thân. Long giao nhi căn bản không ngờ rằng, quân tiêu giao còn cất giấu chiêu này. Nàng vội vàng không kịp chuẩn bị trước, trực tiếp bị đông cứng ở trong không gian, giống như là côn trùng bị ngưng kết bên trong hổ phách. Mặc dù đối với Long Giao Nhi, nàng có thể nhanh chóng thoát được loại trói buộc này. Nhưng hiện tại vẫn đang trong cuộc đại chiến, tranh thủ thời gian, khóe miệng quân tiêu giao cong lên, trực tiếp xuất thủ. Vừa ra tay, chính là cực chiêu, chư thiên sinh tử luân. Quân tiêu giao hai tay như là ổ quay sinh tử chuyển động, uy thế cường tuyệt. Mặc dù Long Giao Nhi không thể động đậy, nhưng nàng thi triển ra cửu đại thần hình, lại tự động hộ chủ, hóa thành một vũ trụ hỗn độn tràn ngập tử quang liếm diễm quân tiêu giao thi triển tứ đại thánh thể dị tượng, chân áp đương thế, đồng thời oanh kích ra chư thiên sinh tử luân. Phải biết rằng, đây không phải là pháp thân của quân tiêu giao xuất thủ, mà là bản tôn xuất thủ, uy năng rõ ràng không thể so sánh nổi, tứ đại thánh thể dị tượng, uy thế bành trướng, chống đỡ cửu đại thần hình. Sau đó chư thiên sinh tử luân, trực tiếp đánh vào trên thân long giao nhi. Phốc phốc, cả một vùng không gian đều toái diệt, thân thể mềm mại của long giao nhi nhanh chóng lùi lại phía sau, phun máu phè phè, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Thân thể mềm mại của nàng cũng bị nát ra, bên ngoài thân xuất hiện vết tích rạn nứt. Nàng hoàn toàn bị quân tiêu dao đả thương, dù là thương thiên phách thể cộng thêm thái hư cổ long huyết mạch, cũng gánh không được, trong nháy mắt bị trọng thương. Đương nhiên, cấm tiên đệ tứ phong cũng thuận thế bị phá ra. Trong mắt quân tiêu dao không có một chút ý thương hại nào cả. Vẻ bề ngoài của long dao nhi rất dễ lừa gạt người khác, nhưng nàng dù sao cũng là túc địch bá vương, quân tiêu chắc chắn cũng sẽ không lưu thủ hắn thi triển cực chiêu liên tiếp xuất thủ long giao nhi bị thương nặng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự nhưng trong cơ thể nàng giống như có tiếng thần linh đang phạm sướng khiến cho thương thế của nàng khôi phục nhanh chóng nhưng cho dù là như vậy cũng nhận lấy sự áp chế tuyệt đối từ quân tiêu giao nhìn cảnh cả tượng trước mắt tất cả thiên kiêu chung quanh đều bị thủ đoạn của quân tiêu giao làm cho phải kinh hãi đầu tiên là dùng pháp thân chiến đấu với long giao nhi để cân nhắc thực lực của nàng ta, bước ra át chủ bài cửu đại thần hình của nàng. Sau đó dấu cấm tiên đệ tứ phong vào bên trong pháp thân, tính kế long giao nhi, tiếp đó dùng cường thế áp chế. Có thể nói là từng bước tâm cơ, từng bước đều thắng. Mẹ kiếp, thần tử quân gia không chỉ có thực lực cường đại, tâm trí càng như quỷ thần vậy, chúng ta không so kịp được. Đúng vậy, trước mặt thần tử quân gia, cảm giác như long giao nhi không phải là một cô bé đáng yêu nữa, mà chỉ là một kẻ thiểu năng. Tất cả mọi người ở đây đều có loại cảm giác này. Ở phương diện tâm cơ thì rõ ràng là Long Giao Nhi đã bị Quân Tiêu giao nghiền ép. Rõ ràng nàng chỉ giống như nữ nhi ngốc của nhà địa chủ thôi. Bá thể nhất mạch, lần này mất hết thể diện rồi. Tất cả mọi người nhìn nhau, cuộc chiến giữa Thánh thể và Bá thể lần này cũng đủ để ghi vào sử sách. Chỉ có điều, cuộc chiến này tương đối đặc thù, đoán chừng sẽ lưu truyền vạn thế, trở thành kinh điển người người truyền tụng. Chiến cuộc trước mắt Long Giao Nhi ở vào thế hạ phong tuyệt đối, bị trọng thương. Ngẫm lại thì cũng đúng, một cỗ pháp thân của quân tiêu giao cũng có thể chiến đấu cùng Long Giao Nhi lâu như vậy. Giờ phút này bản tôn xuất thủ, thực lực rõ ràng là không cùng một đẳng cấp với pháp thân. Làm một so sánh như này, giống như một người muốn thông qua một cửa ai, vất vả mãi mới đánh bại được Boss. Đang lúc đắc chí, chợt phát hiện Boss còn có giai đoạn thứ hai nữa, hơn nữa lại còn mạnh hơn cả Boss ở giai đoạn một nữa đổi lại là ai thì cũng sẽ đều thấy tuyệt vọng, đây mới là thực lực thật sự của hắn sao. Cái cằm trắng như tuyết của Long Giao Nhi dỉ đầy máu tươi, cả người hoàn toàn bị áp chế. Hiện tại nàng mới phát hiện, tầm nhìn của mình hạn hẹp đến mức nào. Giống như là ếch ngồi đáy giếng vậy, tầm nhìn của nàng và quân tiêu giao, rõ ràng là không cùng một đẳng cấp. Long Giao Nhi ngoài thực lực cường hãn và toàn thân toát ra vẻ bạo lực ra, thì hoàn toàn chính là một tiểu la lị bạo lực ngây thơ và nực cười cho dù nàng có át chủ bài đặc biệt có thể làm cho thương thế nhục thân khôi phục nhanh chóng nhưng cũng không thể tiếp nhận cường độ công kích cao như vậy tâm lý bá vương có vẻ suy sụp rồi một vài thiên kiêu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của long giao nhi phẫn uất lại cuống đến phát khóc nhao nhao lắc đầu giết người không đáng sợ đáng sợ là chu tâm quân tiêu giao đùa bỡn long giao nhi giống như là một lão âm đùa bỡn một tiểu cô nương quả thực là tùy ý chơi đùa trong tay cũng nên kết thúc rồi quân tiêu giao thần sắc đạm mạc nói thật trong số những kẻ địch mà quân tiêu giao từng đối mặt thực lực của long giao nhi hoàn toàn được xem là có một không hai dù sao có thể đả diệt được pháp thân của hắn cũng đủ để chứng minh thực lực của long giao nhi mặc dù đối với long giao nhi điều này ngược lại là một loại vũng nhục nhưng dù sao thì long giao nhi vẫn chưa đủ thông minh quân tiêu giao đưa tay một lần nữa thi triển ra lục đạo luân hồi quyền chuẩn bị kết thúc cuộc chiến không long giao nhi ta là bá vương vô địch sao có thể dễ dàng bại như thế được. Long Giao Nhi lớn tiếng khẽ kêu, chương 1038 bá vương thành cầu. Chương 1038 bá vương thành cầu. Trên chiếc cổ tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ của nàng, có một cái vòng cổ, phía trên treo một cái chuông màu tím vàng. Chiếc chuông màu tím vàng rơi xuống, vang lên tiếng động lớn, hóa thành một cái chuông lớn màu tím vàng, bao bọc Long Giao Nhi thân thể bị trọng thương ở trong đó. Chiếc chuông lớn màu vàng tím này, lưu chuyển ánh sáng màu tím mịt mờ, một nguồn đế uy bá đạo tràn ra. Khiến cho quy tắc chi văn của cả táng đế tinh lại lần nữa hiển hiện. Đó là, bá trung, người chung quanh thấy cảnh này, nhịn không được kinh hô. Thì ra chiếc chuông đeo trên cổ long giao nhi, lại là một cái chuông lớn. Chiếc chuông này, tên là bá trung, chính là đế binh truyền thế của bá thể nhất mạch, giống như hoang thần giáp của hoang cổ thánh điện. Không, không đúng, tuy có đế uy, nhưng lại không phải là đế binh thực thụ, trừ phi là đế binh lạc ấn rất nhiều thiên đều có phản ứng tuy bá trung này tràn ngập đế uy nhưng vẫn còn kém xa đế binh thực thụ hơn nữa quy tắc của táng đế tinh cũng không có khả năng để đế binh thực thụ phát huy uy lực nói cách khác bá trung này chỉ là một lạc ấn của đế binh bá trung nhưng cho dù là một lạc ấn thôi cũng đủ mạnh rồi quân tiêu giao dùng lục đạo luân hồi quyền đánh vào đó khiến bá trung phát ra một tiếng cong vang dội đúng là không có đột phá đế binh lạc ấn khóe miệng quân tiêu dao mang theo một tia khinh miệt, thứ này, ai mà không có chứ. Quân tiêu dao đưa tay, một đạo phù văn, rơi vào trong lòng bàn tay, quang mang bạo dung ngay tức khắc. Đế uy minh mông, cuối cùng hóa thành một luồng khí tràn ngập hồng hoang, giống như chiến phủ có thể khai thiên tích địa. Đế binh loạn cổ phủ lạc ấn, là loạn cổ phủ, việc quân tiêu giao đạt được loạn cổ đại đế truyền thừa đã không còn là bí mật nữa. Đây cũng không phải là lần đầu tiên quân tiêu giao sử dụng loạn cổ phủ lạc ấn. Hiện tại, quân tiêu giao thôi động sức mạnh của 108 thế giới tu di trong cơ thể. Minh mông thần năng và pháp lực, gia trì trên loạn cổ phủ. Một bố chém xuống, thiên băng địa diệt, càn khôn vỡ vụn, sức mạnh kinh khủng này cũng khiến cho quy tắc chi văn của táng đế tinh lấp lẽ. Đây là sức mạnh mà tu sĩ thông thường khó có thể cản được. ầm um, một tiếng vang khai thiên tích địa nổ ra, bá trung lạc ấn màu tím vàng kia, trực tiếp bị loạn cổ phủ lạc ấn bổ cho dạn nứt, sau đó ầm ầm sụp đổ. Long Giao Nhi ở trong đó, lại bị trọng thương một lần nữa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, miệng phun ra ngụm lớn máu tươi. Không phải do bá Trung Lạc Ấn không mạnh bằng loạn cổ phủ Lạc Ấn, mà là hiện tại Long Giao Nhi trọng thương, căn bản khó mà ra chỉ bá Trung. Quân tiêu giao lại căn bản không chịu tổn thương gì, vẫn luôn ở vào trạng thái đỉnh phong. Cứ kéo dài như thế, bị quân tiêu giao một bố đánh tan, cũng hợp tình hợp lý. Quân tiêu giao lại lần nữa xuất kiếm ra, hư không xung quanh, cửu diệp kiếm thảo đung đưa chập trờn. Phiến lá chấn động, kiếm khí kinh khủng bộc phát, chém hết nhật nguyệt tinh thần. Phốc phốc, máu tươi bắn tung, hai tay hai chân non nớt của Long Giao Nhi đều bị chém. Máu tươi màu tím vàng bắn tung tóe quân tiêu giao lại lần nữa lách mình tiến lên, ba. Một bàn tay đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy máu tươi của Long Giao Nhi. Tuổi còn nhỏ, đừng mắc bệnh hoang tưởng như vậy, lúc nào cũng muốn xương vương xương bá. Quân tiêu giao cười lạnh, trung nhị tu chính trưởng này được đặc biệt chuẩn bị vì thiếu nữ mắc trung nhị bệnh như long giao nhi long giao nhi bị đánh tỉnh mộng đầu óc mê muội thế giới quan của bản thân đều muốn sụp đổ cuối cùng quân tiêu giao dùng một cước dẫm long giao nhi trên mặt đất thời khắc này long giao nhi đã bị trẻ thành nhân côn thê thảm vô cùng tất cả thiên kiêu nhìn thấy một màn này đều cảm giác lạnh cả sống lưng quân tiêu giao quả thật vẫn hạ thủ được đổi lại những người khác nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác của long giao nhi nói không chừng sẽ do dự một chút. Chỉ có thể nói quân tiêu giao là kẻ hung hãn, nhưng điều khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ là, nơi tứ chi đứt đoạn của Long Giao Nhi, có quang mang mờ mịt, tứ chi mới đang dài ra mà dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, mặc dù cường giả thánh cấp, cũng có khả năng khiến tứ chi đã gãy có thể hồi sinh. Nhưng cũng phải trải qua một thời gian điều dưỡng, mới có thể dài ra. Tuyệt đối không thể giống như Long Giao Nhi, tứ chi vừa bị chém đứt, liền lập tức mọc lại được. Cho dù là bá thể cộng thêm huyết mạch thái hư cổ long thì sức khôi phục cũng không thể mạnh đến loại trình độ này chứ. Tất cả thiên kiêu đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trong mắt quân tiêu giao lộ ra một vòng thâm thúy, thật sự là hắn cố ý chặt đứt tứ chi long giao nhi. Hiện tại, hắn đã có thể xác định, long giao nhi chắc chắn có được bản thiên thư đó. Đây cũng là lý do quân tiêu giao không lập tức chém đứt long giao nhi bởi vì hắn muốn có được quyển thiên thư đó từ chỗ long giao nhi nếu có thể đạt được quyển thiên thư này quân tiêu giao sẽ thật sự đứng ở thế bất bại ai cũng khó mà diệt được hắn làm sao có thể giao nhi là vô địch bá vương làm sao có thể thời khắc này long giao nhi mặc dù tứ chi đang nhanh chóng sinh trưởng thương thế thể nội cũng đang cật lực khôi phục nhưng nàng đã tiêu hao quá lớn không còn sức lực tái chiến nữa trong đôi mắt màu tím của long giao nhi sương mù mờ mịt nàng thật sự muốn khóc muốn bản thần tử ta làm nam sủng, xem ra là không thể được rồi. Nhưng bá vương ngươi, ngược lại rất thích hợp lầm một mẫu cẩu đấy, dù sao thì ngươi cũng đeo vòng cổ. Quân tiêu giao nhếch miệng lên một vòng lạnh nghiệt, hắn tùy ý đưa tay, trật tự thần liên ngưng tụ, hóa thành một chiếc xích chó, một đầu xích nối vào vòng cổ trên cổ long giao nhi. Tất cả thiên kiêu có mặt ở đây nhìn thấy thế, đều trợn mắt hốc mồm. Bá vương thật sự thành chó rồi sao? Quả là đặc sắc, loại nhục nhã cực hạn như này, Khiến Long Giao Nhi gắt gao cắn răng mèo, khóe mắt có nước mắt khuất nhục, hai tai đỏ bừng lên. Chương 1039 Đại Thiên Tôn phẫn nộ. Chương 1039, Đại Thiên Tôn phẫn nộ. Thời khắc này Quân Tiêu Dao, cực kỳ giống một nam thần lạnh lùng. Sao lại có cảm giác quân gia thần tử có chút biến thái? Nhưng biến thái cũng rất đẹp trai, rất lãnh khốc, người ta cũng muốn được thần tử đại nhân lãnh khốc dùng xích chó nắm lấy. Một vị nữ tu khuôn mặt đỏ bừng, hưng phấn nói: người chung quanh, người không thích hợp. Đúng lúc này, một tiếng quát già nua mang theo sự phẫn nộ, bỗng nhiên từ trên trời cao nổ vang. Đủ rồi, quân gia thần tử, thủ đoạn này của người có chút thái quá rồi đấy. Một thân ảnh già nua ngập tràn uy thế, giá lâm trên trời cao táng đế tinh. Chính là người hộ đạo của Long Giao Nhi, cường giả đại thiên tôn, Long Nguyên. Cả trận chiến, Long Nguyên đều thấy rõ, từ mừng rỡ lúc mới bắt đầu, đến sau cùng thất vọng, khó xử, lửa giận ngập trời tâm trạng của long uyên giống như là ngồi cáp treo vậy thân là cường giả đại thiên tôn từ lâu long uyên đã không cảm nhận được loại tâm tư chập trùng như này rồi vốn dĩ đến cảnh giới như ông ta hiện giờ tâm cảnh đã mười phần bình hòa không có gợn xong gì nữa nhưng hôm nay hành động của quân tiêu dao lại khiến ông ta tức giận không nhẹ nhìn thấy long giao nhi bị quân tiêu dao giẫm dưới chân vô cùng thê thảm cả khuôn mặt long uyên đều đang run rẩy nếu không phải biết được trong tay long giao nhi có quyển thiên thư kia có được năng lực khôi phục cực mạnh. Có thể ông ta sẽ không nhịn được mà ra tay với quân tiêu giao. Khí thức thật là khủng bố, cấp trí tôn trở lên. Là Long Uyên trưởng lão thái thượng của thái hư cổ long tộc, cường giả đại thiên tôn. Không chỉ có phía cơ duyên đế cấp, mà rất nhiều thiên kiêu địa giới còn lại của táng đế tinh đều ngước đầu nhìn lên, thấy được thân ảnh tản ra uy áp kinh khủng. Vốn dĩ chỉ riêng cường giả đại thiên tôn cũng đã là nhân vật đứng trên đỉnh cao rồi. Lại thêm thiên phú huyết mạch đặc biệt của thái hư cổ long tộc thực lực của long uyên thậm chí còn mạnh hơn so với cường giả đại thiên tôn bình thường không ngờ rằng ngay cả cường giả cấp này cũng hiện thân xem ra thần tử quân ra không thể động vào bá vương rồi vậy cũng không nhất định người cũng không phải không biết tính cách của thần tử quân đối với hắn ngay cả trời hắn cũng không quan tâm huống chi chỉ là một vị đại thiên tôn ánh mắt của tất cả thiên kiêu đều tập trung trên người quân tiêu giao mặc dù quân tiêu giao dùng cường thế tuyệt đối đánh bại long giao nhi nhưng hắn muốn giết Long Giao Nhi, rõ ràng cũng không đơn giản như vậy. Đám người rất hiếu kỳ, quân tiêu giao sẽ xử lý như thế nào? Đại thiên tôn, quân tiêu giao tự lẩm bẩm ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn về phía Long Uyên. Quân tiêu giao, người đường đường là thần tử quân gia mà lại dùng thủ đoạn nhục nhã như vậy, liệu có làm mất đi thân phận của người không? Long Uyên nhíu mày, lạnh lùng nói, ồ, bản thần tử lại không biết ta có chỗ nào quá đáng. Long Giao Nhi luôn miệng nói muốn chấn áp bản thần tử làm nam sủng. Như vậy, bản thần tử chấn áp nàng làm mẫu sủng thì có gì không đúng chứ? Những lời của quân tiêu giao khiến khuôn mặt Long Uyên run rẩy, á khẩu không trả lời được. Tất cả mọi người xung quanh cũng chật chật cảm thán, không hổ là quân tiêu giao. Hơn nữa đám người cũng chú ý tới, quân tiêu giao vẫn tự xưng bản thần tử, chứ không tự xưng là vãn bối. Nói cách khác, quân tiêu giao dùng địa vị ngang hàng để đối đãi với Long Uyên, chứ không vì long uyên là cường giả đại thiên tôn mà tỏ ra khiêm tốn vậy ngươi muốn thế nào ngươi thực sự dám giết giao nhi sao ngữ khí long uyên trở nên trầm lãnh quân tiêu giao thu lại ý cười nhàn nhạt trên mặt ánh mắt lãnh đạm bỗng nhiên hắn thôi động thảo từ kiếm quyết kiếm quang lược động âm thanh phốc phốc vang lên tứ chi của long giao nhi vừa mới mọc ra lại bị chặt đứt a à, đau quá đau quá khuôn mặt nhỏ của long giao nhi trắng bệch mặc dù nàng có năng lực khôi phục cực mạnh nhưng hiển nhiên không có khả năng miễn dịch được đau đớn. Lần sau, nói không chừng kiếm khí sẽ rơi vào trên cổ của nàng ta, bản thân tử ngược lại muốn xem xem, liệu nàng ta lại có thể mọc ra một cái đầu khác. Quân tiêu giao biểu lộ lãnh khốc, xung quanh vang lên những tiếng hít sâu, thủ đoạn của quân tiêu giao, quá mức sắc bén và tàn nhẫn. Đầu sẽ có liên quan đến nguyên thần trong đầu, nếu bị chặt đứt, sẽ rất phiền phức, sẽ không giống như tứ chi có thể nhanh chóng khôi phục. Cho dù trong tay Long Giao Nhi có thiên thư, cũng không được sẽ có ảnh hưởng rất lớn a à, đừng tuyệt đối đừng vừa nghĩ tới dáng vẻ không có đầu của mình long giao nhi thật sự sợ quá phát khóc rồi ngươi làm càn long uyên muốn rách cả mí mắt phổi tức đến muốn nổ tung ông ta vẫn luôn là người hộ đạo của long giao nhi trong lòng ông ta long giao nhi như là cháu gái ruột vậy thử hỏi nhìn cháu gái ruột thấy nhà mình bị đối xử tàn khốc như vậy ai không phẫn nộ ngươi cũng sẽ phẫn nộ lúc trước bá thể hạng phi dùng chớ chú chi huyết để ám toán ta, ta cũng rất khó chịu. Quân tiêu giao cười lạnh không thôi, ám toán gì, người ta vốn dĩ không biết, long giao nhi ủy khuất nói, rõ ràng là nàng là bao cát bị quân tiêu giao giết, tại sao là biến thành hạng phi ám toán hắn. Xem ra người cũng không biết gì, quân tiêu giao nhìn về phía long giao nhi, dựa vào vẻ ngốc nghếch hiểu năng này của long giao nhi, đoán chừng cũng không nghĩ ra chiêu thức như vậy. Đó chắc là âm mưu của bá thể tổ đường. Đáng chết, Long Uyên không nhìn nổi nữa, ông ta đưa tay ra. Khí thức đại thiên tôn bộc phát, khiến chư thiên tinh thần dao động, bắt đầu sột sột rơi xuống. Một con pháp lực long chảo, như che đẩy cả thương thiên, rộng lớn vô cùng, sụp đổ thập phương. Đương nhiên, động thái này của Long Uyên không phải là vì đánh giết quân tiêu giao, mà vì muốn cướp Long Giao Nhi về. Quân tiêu giao thần sắc lạnh nhạt, một chân vẫn dẫm trên thân Long Giao Nhi. Không nói đến những cái khác, chỉ riêng quy tắc chi văn của táng đế tinh, cũng đủ để suy yếu hơn phân nửa sức mạnh pháp lực Long Trảo. Cho nên Quân Tiêu giao cũng không lo lắng. Chương 1040 A cửu hiện thân, yên lặng bảo vệ. Chương 1040 A cửu hiện thân, yên lặng bảo vệ. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở chỗ sâu tinh thần ở nơi xa, một đạo cầm âm sát nhẫn đột nhiên quét qua, trên đường đến chém vỡ rất nhiều đại tinh. Cầm âm sát nhẫn hướng về pháp lực Long Trảo, trực tiếp chặt đứt nó. Vũ trụ thương không nổi lên gợn sóng pháp lực mạnh mẽ ừm long uyên nhướng mày quân tiêu dao cũng chắc mắt kinh ngạc sau đó trong mắt bóng dưng hiện ra một vẻ ôn nhu hoài niệm một vị nữ tử áo xám tuyệt thế trong ngực ôm đàn như tiên tử lăng ba áo bào xám rộng lớn tay áo bồng bềnh nhưng khó giấu được đường cong kiêu ngạo ba búi tóc đen dài mà lộn xộn che đậy hơn phân nửa dung nhan hơn nửa dung nhan lộ ra trắng mềm như tuyết kinh diễm tuyệt mỹ tựa như mỹ lệ ảo mộng đôi mắt của nữ tử áo xám tuy bị che đậy một chút nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy, trong đó phảng phất như có nhật hủy tinh trầm, tái diễn cảnh tượng khủng bố hỗn độn. Đó là người hộ đạo của Quân Tiêu Dao, trùng đồng nữ, A Cửu. "A Cửu, quả nhiên là ngươi." Khóe miệng Quân Tiêu Dao mang theo ý cười nhu hòa, A Cửu cũng quay đầu, dung nhan vẫn luôn thanh lãnh, lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhạt. Cười một cái, huynh tuyệt thiên hạ, thiếu chủ, đã lâu không gặp, chỉ khi đối mặt với Quân Tiêu Dao, A Cửu mới lộ ra nụ cười như vậy. Bởi vì Quân Tiêu Dao là nơi mà nàng bảo vệ cả đời. Sau khi quân tiêu giao bước vào đế lộ và trung cực cổ lộ, do trở ngại quy tắc cổ lộ, A Cửu không cách nào can thiệp quá nhiều, vì thế chỉ có thể tạm thời tu luyện một mình. Mà bây giờ quân tiêu giao sắp đi đến nơi tận cùng trung cực cổ lộ rồi, vì thế A Cửu lại lần nữa chạy đến. Vị kia hình như là người hộ đạo của thần tử quân gia, thật xinh đẹp. Nàng ấy là bạch y thần vương của quân gia, một trong thần vương bát bộ dưới chướng quân vô hối, sinh ra vô song trùng đồng. Chật chật, có người hộ đạo mỹ nhân tuyệt thế như thế, còn là trùng đồng nữ, thật sự là hâm mộ. Rất nhiều thiên kiêu nam tính trong mắt đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Ai mà không muốn có một ngựa tỷ phong hoa tuyệt đại, cường đại trung tâm làm người hộ đạo chứ? Quân tiêu giao cũng có chút cảm thán, A Cửu không giống với các nữ tử khác, hoặc nhiều hoặc ít, cũng sẽ ở bên cạnh quân tiêu giao làm bạn một đoạn thời gian. A Cửu làm bạn, âm thầm trong im lặng, nhiều khi thậm chí còn bỏ qua sự tồn tại của nàng. Chỉ khi quân tiêu giao cần trợ giúp nhất, A Cửu mới hiện thân. Một nữ tử luôn âm thầm bảo vệ, ai mà không chân quý chứ. Quân tiêu giao cũng cảm giác được, khí tức của A Cửu, mạnh hơn rất nhiều so với trước đó. Trước đó A Cửu chỉ là chuẩn trí tôn cảnh, khí tức bây giờ, so với Long Uyên, chỉ yếu một bậc mà thôi. Tiểu thiên tôn cảnh, quân tiêu giao kinh ngạc, từ chuẩn trí tôn, trí tôn, lại đến tiểu thiên tôn. Nhìn thì chỉ thăng cấp hai cảnh giới, cũng không tính là nhiều. Nhưng phải biết rằng, trong trí tôn thất cảnh mỗi lần tiến thêm một cảnh giới còn khó khăn hơn thông thánh cửu giai trước đó rất nhiều a cửu có thể đột phá hai cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn đã cực kỳ yêu nghiệt rồi nhưng nghĩ tới thiên phú trùng đồng của a cửu loại tiến bộ cũng không phải không thể lý giải dám vô lễ với thiếu chủ cho dù ngươi là thiên tôn của thái hư cổ long tộc thì sao chứ giọng nói của a cửu thanh lãnh như xương, tay vuốt ve vi cầm long uyên nếu đã không tự biết điều nàng cũng sẽ không ngại mà ra tay Mặc dù cảnh giới của Long Uyên cao hơn nàng một cấp, hơn nữa còn là thiên tôn thái hư cổ Long Tộc. Nhưng A Cửu cũng có được vô địch trùng đồng, có thể đền bù sự tranh lệch về cảnh giới. Ngươi là, vị kia người, Long Uyên nhìn thấy chiêu thức của mình bị ngăn trở, đang muốn nổi giận, nhìn thấy A Cửu, lập tức nhíu mày. Hắn biết, A Cửu là thủ hạ của bạch y thần vương quân vô hối. Quân vô hối là ai? Nhân vật nghịch thiên, tuyệt tài kinh diễm của quân gia cận đại. Thời gian tu luyện ngắn nhất, nhưng thực lực lại đuổi sát quân gia chưa tổ dùng nhất khí hóa tam thanh chi pháp một mình chấn táng thổ một mình chấn dị vực một mình chấn giới hải là nhân vật anh hùng trong suy nghĩ của rất nhiều tu sĩ cho dù là thế lực đối địch của quân gia khi nhắc đến quân vô hối cũng không thể không cảm thán một câu bạch y thần vương thật anh hùng thậm chí có người cho rằng quân vô hối là nhân vật tuyệt thế tiếp cận gần nhất với khí thiên đại đế thời cận đại nhân vật bậc này cho dù là thái hư cổ long nhất tộc cũng là không nghĩ tới việc trêu chọc vào. Đừng nói là quân vô hối, cho dù là thần vương bát bộ dưới trướng quân vô hối, cũng mỗi người mỗi vẻ, đều là tuyệt đại nhân vật. Long Uyên tạm thời bình tĩnh lại, thật ra ông ta cũng không muốn quá đắc tội quân gia. Hiện tại, có thể bình tĩnh nói chuyện chưa? Quân tiêu giao thản nhiên nói, nếu không phải muốn lấy được thiên thư, quân tiêu giao sao phải lãng phí những lời như vậy? Long Uyên hơi cau mày, khi nãy ông ta định nói gì đó. Ở nơi sâu trong vũ trụ tinh không, bỗng nhiên vang vọng một tiếng quát lạnh bá đạo. Long Uyên, hà tất phải kiêng kỵ, thái hư cổ long nhất tộc, cộng thêm bá thể tổ đường ta, sao phải sợ quân gia? Cùng với giọng nói bá đạo này truyền ra, ầm ầm, ở chỗ sâu trong tinh không, giống như là có vô số ngôi sao lớn vỡ vụn. Một thân ảnh cuồng bá mang theo uy thế ngập trời, dậm chân mà đến. Ven đường những nơi mà người này đi qua, hư không sụp đổ, quần tinh vẫn lạc. Cường giả, chắc chắn là cường giả thậm chí khí tức kia còn mạnh hơn cả Long Uyên. Một thân ảnh nguy nga khỏe mạnh hiện thân, trên người khoác trọng giáp đen nhánh, tử quang lập lòe sáng quắc. Đó là, trên táng đế tinh, rất nhiều thiên kiêu kinh ngạc, vừa xuất hiện một vị đại thiên tôn của Thái Hư Cổ Long Tộc. Lại thêm A Cửu một trong thần vương bát bộ, và bây giờ lại xuất hiện thêm một vị cường giả tuyệt thế nữa. Điều này khiến cho mọi người đều có chút kinh ngạc, không ngờ rằng quốc chiến giữa bá thể và thánh thể lại dẫn đến loại phản ứng dây chuyền này. Chương 1041 Huyền Tôn Bá Thiên Tuyệt. Chương 1041, Huyền Tôn Bá Thiên Tuyệt. Là người của Bá Thể Tổ Đường, xem ra bọn họ ngồi không yên rồi. Ở nơi sâu trong hư không vũ trụ, có cường giả của thế lực bất hủ đang xem trò vui bàn tán với nhau. Long giao nhi thảm bại, không chỉ liên quan đến thể diện của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, mà còn làm mất thể diện của Bá Thể Tổ Đường. Bá Thể Tổ Đường, nội tình cực sâu, không giống như Hoang Cổ Thánh Điện vắng vẻ bọn họ vẫn luôn cường thịnh, chỉ là không phô trương mà thôi. Hoang cổ thánh điện, chỉ ở thời kỳ đỉnh phong nhất, cũng chính là khi ba vị thánh thể đồng thời tồn tại, mới có địa vị ngang với bá thể tổ đường. Còn hiện tại, chỉ còn lại một vị mặt đại thánh thể võ hộ. Đừng nói là bá thể tổ đường, ngay cả thương gia bá tinh cũng có thể áp chế hoang cổ thánh điện. Nếu không có sự có mặt của thánh thể hoàn chỉnh quân tiêu giao, đến cứu vất hoang cổ thánh điện. Hoang cổ thánh điện có lẽ sẽ vĩnh viễn sụp đổ. Nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được, bá thể tổ đường hận quân tiêu giao như thế nào. Thứ nhất quân tiêu giao trợ giúp hoang cổ thánh điện một lần nữa quật khởi. Hai, hủy diệt bá tinh thương gia. Ba, ngược đãi khủng long bạo chúa giao nhi, thậm chí còn coi bá vương như chó. Những hành động này đủ khiến cho quân tiêu giao đã hoàn toàn trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt bá thể tổ đường. Mà bây giờ, bá thể tổ đường rốt cuộc ngồi không yên, đã có cường giả xuất mã. Là hắn, bá thiên tuyệt có cường giả kinh ngạc, đây là một vị cường giả tuyệt thế của bá thể tổ đường, tu vi trọn vẹn đạt đến vô thượng huyền tôn. Theo lý thuyết, cường giả như thế này, bình thường sẽ không dễ dàng hiện thân xuất thủ. Nhưng lần này bá vương bại quá thảm rồi, quả thực là một trận chiến đấu thê thảm nhất từ trước tới nay. Sức ảnh hưởng này sẽ kéo dài rất lâu, và có khả năng trong một thời gian dài bá thể nhất mạch cũng sẽ là trò cười của cửu thiên tiên vực. Vì thế người của bá thể tổ đường không ngồi yên được nữa, giờ phút này đành hiện thân. Từ khi nào mà thánh thể nhất mạch lại sa đọa đến mức này, cần dựa vào âm mưu tính toán để giành chiến thắng. Bá thiên tuyệt vừa mới hiện than đã mở miệng, thanh âm hạo đáng, truyền khắp hoàn vũ. Tất cả tu sĩ nghe thấy, đều có chút ngạc nhiên. Trận chiến giữa pháp thân quân tiêu giao và long giao nhi, mà cũng được gọi là tính kế sao. Sự tính toán duy nhất trong đó, e là cũng chỉ có việc quân tiêu giao giấu giếm cấm tiên đệ tứ phong bên trong pháp than thôi. Nhưng cái này, cũng được coi là chiến thuật bình thường, hoàn toàn không dính dáng gì đến âm mưu tính toán. Hơn nữa, bá thể nhất mạch đã từng thừa cơ khiêu chiến sau khi thánh thể độc chiến ba vị dị vực bất hủ chi vương. Việc này chẳng lẽ lại không vô sỉ sao? Hơn nữa chân tướng việc này đã bị quân tiêu giao tiết lộ, cơ hồ tất cả mọi người đều biết rồi. Sắc mặt quân tiêu giao vô cùng lãnh khốc, hắn không ngờ rằng bá thể tổ đường có thể vô sỉ đến mức này. Kẻ sỉ nhục thiếu chủ, phải chết, tiếng đàn khủng bố hóa thành sóng âm hủy diệt, A Cửu trực tiếp xuất thủ thậm chí không quan tâm bá thiên tuyệt là cường giả cấp bậc vô thượng huyền tôn. Bởi vì đối nàng, danh dự của quân tiêu giao cũng giống như tính mạng của hắn, A Cửu đều cần phải bảo vệ. Hư, đừng tưởng rằng ngươi là thủ hạ của quân vô hối, thì ta không dám động tới ngươi, bá thể tổ đường ta, đã từng sợ ai chưa? Bá thiên tuyệt trực tiếp xuất thủ, máu tím dậy sóng. Ông ta thi triển ra bá quyền, toái diệt hoàn vũ, uy lực so với bá quyền mà Long Giao Nhi thi triển ra, rõ ràng không phải cùng một loại khái niệm. Cái gì, chẳng lẽ ông ta cũng là bá thể? Những thiên kiêu không hiểu rõ về bá thể tổ đường kinh ngạc nói. Máu tím kia, còn có bá quyền, đều là những thứ đặc thù của thương thiên phách thể. Ngươi sai rồi, bá thể và thánh thể, một kỳ nguyên mới có giải rác mấy vị, sao có thể bất kỳ ai đều là bá thể được? Một vài cường giả chủ chốt của bá thể tổ đường, có thể đạt được tinh huyết bá thể nồng đậm, có được một phần sức mạnh của thương thiên phách thể. Một vài thiên kiêu giải thích nói, thì ra là thế rất nhiều người đều sáng tỏ rồi. Bá Thiên Tuyệt có được Bá Thể Tinh huyết nồng đậm, nồng độ đó không biết cao hơn bao nhiêu so với người của Bá Tinh Thương gia. Giống như Quân Tiêu Giao cũng sẽ ban thánh thể tinh huyết của mình cho đám người Vũ Hộ, Ninh Trần, Tiểu Huyên Huyên. Những thánh thể Bá Thể như vậy, mặc dù không phải thuần huyết, nhưng cũng có thể có được một phần thiên phú. ầm, uhm, Bá Thiên Tuyệt và A Cửu giao thủ, hùng hồn pháp lực gợn sóng khuấy động vũ trụ tinh không, từng đạo đường vân phá diệt bắn ra. Trong hai con người của A Cửu có sương mù hỗn độn hiển hiện, ánh mắt trùng đồng nước thiên địa, nương theo tiếng đàn quét sạch. Không hổ trọng đồng cầm nữ một trong thần vương bát bộ, đáng tiếc, cảnh giới còn chênh lệch một bậc. Nếu như cảnh giới ngang nhau, bá thiên tuyệt chắc chắn sẽ không làm gì được A Cửu. Nhưng bây giờ cảnh giới của ông ta lại cao hơn A Cửu hai cấp. Bá thiên tuyệt quyền mang kinh thế, từ khí bành trướng, giống như là đả diệt ba ngàn thế giới. Mạnh như A Cửu, nhất thời cũng bị đẩy lui, thân thể mềm mại chấn động, khóe miệng có một chút máu, trí tôn thất đại cảnh giới nhất cảnh nhất trọng thiên tranh lệch vô cùng lớn hoàn toàn không phải là khoảng cách giữa thông thánh cửu giai có thể mang ra so sánh được bên trên táng đế tinh quân tiêu dao nhìn thấy một giọt máu ở khóe miệng a cửu ánh mắt của hắn bỗng nhiên lãnh khóc như sương tất cả mọi người đều có thể cảm giác được nhiệt độ trời đất xung quanh dường như cũng đang nhanh chóng hạ xuống ầm um, quân tiêu dao một cước dẫm lên trên cái đầu nhỏ của long giao nhi còn dám làm tổn thương a cửu Bản thân tử trực tiếp diệt bá vương. Giọng nói của quân tiêu giao trùng trùng điệp điệp, truyền khắp bát phương. Thậm chí trong vũ trụ sao trời, đều có thể nghe thấy. Tất cả thiên kiêu ra đầu đều run lên, ánh mắt đồng loạt chuyển về phía quân tiêu giao. Quân tiêu giao thật sự muốn giết bá vương sao? Nếu đúng như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho khắp nơi dậy sóng. Thái hư cổ long nhất tộc và bá thể tổ đường đều nổi giận. Nói không chừng sẽ tạo lên cuộc chiến bất hủ trước nay chưa từng có, quét sạch chưa tiên vực thần tử quân ra dừng tay, Long Uyên nhịn không được quát to, ngươi dám, bá thiên tuyệt cũng quát to một tiếng, sóng âm nát hoàn vũ. chương 1042 thiên hình giả, chương 1042 thiên hình giả. Các ngươi hãy nhìn xem bản thần tử có dám hay không. Bàn chân quân tiêu giao lại dùng lực dẫm lên cái đầu nhỏ Long Giao Nhi. Long Giao Nhi kêu lên một tiếng thê thảm, khóc không ra nước mắt. Nàng là bá vương A, bá vương đỉnh thiên lập địa, phách tuyệt hoàn vũ mỗi một thời đại bá vương xuất thế đều đủ khiến thế nhân rung động kinh thế là người lộng chiều của thời đại còn nàng thì sao bây giờ nàng bị quân tiêu giao dẫm dưới chân dùng xích chó buộc lại coi nàng như kẻ để uy hiếp một chữ thảm cũng không đủ để hình dung thiếu chủ bên trong tinh không a cửu nhìn thấy cảnh tượng này ánh mắt luôn luôn thanh lãnh lạnh nhạt mang theo tuế nguyệt tang thương lại nổi lên một tia gợn sóng nhỏ xíu đây là đứa trẻ mà từ khi ra đời đến nay đã để nàng hộ đạo bây giờ cũng đã trưởng thành rồi, bắt đầu có năng lực bảo hộ nàng rồi. Điều này khiến A Cửu cảm thấy, lựa chọn của nàng, hoàn toàn không sai. Người mà nàng vẫn luôn bảo vệ, cũng muốn bảo vệ nàng. Quân tiêu giao, người làm như vậy là muốn gây lên cuộc chiến bất hủ sao, cái giá phải trả đó người có gánh nổi không? Sự tức giận trong mắt bá thiên tuyệt, dường như có thể thiêu tấn cửu giới. Ông ta quả thật bị quân tiêu giao làm cho tức điên lên rồi. Người có thể thử xem, nhìn xem bản thần tử có lá gan này không. Quân tiêu giao phất tay áo một cái, ngữ khí hở hứng. A cửu từ nhỏ đã là người hộ đạo hắn, vẫn luôn ở phía sau yên lặng thủ hộ quân tiêu giao, không cầu bất kỳ hồi báo gì. Quân tiêu giao vốn là một người cực kỳ cần được bảo vệ. Đối với một giai nhân luôn yên lặng kính dâng như này, quân tiêu giao làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng vì bảo hộ mình mà bị thương được. Trên thực tế, khi nhìn thất một giọt máu ở khóe môi A cửu, quân tiêu giao đã cho bá thiên tuyệt phán quyết tử hình rồi không là cho toàn bộ bá thể tổ đường đều phán quyết tử hình đợi sau này hắn có năng lực nhất định sẽ hủy diệt bá thể tổ đường triệt để chặt đứt mạch truyền thừa này sau này chỉ e là bá thể tổ đường cho đến khi chết cũng không biết rằng lý do khiến bọn họ đi ê tuyệt cũng chỉ là bởi vì một giọt máu ở khóe miệng a cửa kia phía trên táng đế tinh rất nhiều thiên kiêu thấy cảnh này ai nấy đều cảm thán không thôi thử hỏi có ai là đại thánh cảnh mà lại quát lớn uy hiếp một vị cường giả đỉnh cao cấp bậc vô thượng huyền tôn như vậy chỉ có quân tiêu giao giám thần tử quân gia có chuyện gì từ từ nói không đến mức như thế long uyên vội vàng nói thái hư cổ long nhất tộc vốn dĩ không có quá nhiều liên hệ với bá thể tổ đường liên hệ duy nhất chính là long giao nhi có thể nói nếu không có long giao nhi thì hai đại thế lực bất hủ này sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào mà bây giờ Bá Thiên Tuyệt khiêu khích vì thể diện của Bá Thể Nhất Mạch, nhưng có khả năng sẽ hy sinh Long Giao Nhi, Long Uyên tất nhiên không nguyện ý thấy cảnh này, vì thế ông ta muốn làm người hòa giải, vội vàng mở miệng ngăn cản. A, à, đã thương người của quân Tiêu Giao ta mà lại có thái độ như vậy sao? Quân Tiêu Giao vẫn lãnh khốc như cũ. Hiện tại tuy hắn chỉ là đại thánh cảnh giới, nhưng đối mặt với Long Uyên cấp bậc Đại Thiên Tôn, cùng Bá Thiên Tuyệt cấp bậc vô thượng huyền tôn, nhưng lại không chút sợ hãi bầu không khí lâm vào tình trạng nghẹt thở mà ngay trong bầu không khí như vậy từ nơi cực xa bỗng nhiên truyền đến một luồng khí thức kinh khủng vô biên khí thức đó mang theo cảm giác man dợ đồng thời còn có chiến ý vô băng qua không gian vô tận cuốn tới toàn bộ táng đế tinh bao gồm cả những đại lão của các thế lực bất hủ đang ẩn trong chỗ tối đều cảm thấy một ý chí chiến đấu mạnh mẽ và vô biên cỗ khí thức này thật mạnh chẳng lẽ lại có đại nhân vật xuất hiện sẽ là ai đây chẳng lẽ là cường giả quân gia hiện thân? Rất nhiều cường giả của các thế lực bất hủ đều đang ngạc nhiên nghi ngờ, suy đoán. Phía Long Giao Nhi có Long Uyên và Bá Thiên Tuyệt hiện thân. Quân Tiêu Giao, chắc chắn cũng không thể chỉ có một người hộ đạo A Cửu. Có lẽ người của quân gia muốn xuất hiện rồi, nhưng sau khi A Cửu cảm ứng được cỗ khí thức này, lại lộ ra vẻ kinh ngạc ngoài ý muốn. Bên trong trùng đồng, quang mang lấp lóe không yên, cỗ khí thức này, chẳng lẽ là hắn? Không, hắn không thể đến nơi này được mới đúng. Ngay khi tất cả mọi người còn đang kinh ngạc, một luồng gợn sóng khủng bố từ sâu trong vũ trụ cuốn tới. Đó rõ ràng là một mảnh pháp lực chi hải minh mông, trong đó hiển hiện cảnh tượng khủng bố có vạn thú đang chạy nhảy. Hoàng Kim Toan Nghê, Tỳ Hưu, chân Hống, Phì Di, Tất Phương. Hư ảnh của các loại cổ thú hồng hoang, hội tụ thành một mảnh thú hải hủy diệt, bành trướng oanh kích về phía đám người bá thiên tuyệt và Long Nguyên. Ừm, khí tức vô thượng huyền tôn, là ai? bá thiên tuyệt thần sắc biến đổi hắn quyền ra kinh thế từ mang bành trướng dung chuyển tứ phương bắt cực ầm um, sau một kích va chạm thân hình bá thiên tuyệt nhanh chóng lùi lại mấy trăm trượt đụng nát rất nhiều cổ tinh thần lồng ngực chấn động ánh mắt lộ ra nét chấn kinh về phần long uyên bị thương nặng hơn phải lùi lại phía sau từ bên trong miệng ho ra một ngụm máu tươi ông ta tuy là cường giả thái hư cổ long tộc nhưng cảnh giới sau cấp bậc vô thượng huyền tôn còn thấp hơn một cấp chẳng lẽ là cường giả quân ra tới muốn khiến cho thái hư cổ long nhất tộc và bá thể nhất mạch hạ mã huy đại nhân vật đang ẩn trong chỗ tối ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng chú ý đến thế cục trong sự chú ý của tất cả mọi người một thân ảnh vĩ ngạn đạp không bay tới mỗi một bước chân đều khiến toàn bộ vũ trụ chấn động khí thức vô thượng huyền tôn cuồng mãnh vô biên đó là một vị nam tử tóc xám lạnh lùng trên mặt khắp nơi đều là sẹo quanh thân bao phủ ngọn lửa chiến tranh mang theo một cảm giác giết chóc man rợn bản thân hắn dường như là hóa thân của các cuộc chiến, mệnh mang chiến hỏa, khói lửa ngàn vạn. Đồng thời mang theo một cảm giác hoang dã, chung quanh có vô tận thú ảnh lượn lờ. Chương 1043 chuẩn đế giao đấu. Chương 1043 chuẩn đế giao đấu. Hắn ta là ai? Một vài thiên kiêu chưa có hiểu biết về người này, quân gia hình như không có nhân vật như vậy, quả nhiên là hắn, ánh mắt A à cửu lóe lên, nam tử tóc xám, không nói một lời, đôi mắt lạnh lùng, giống như là đôi mắt của dã thú vậy. Chân tay hắn ta đạp mạnh, trực tiếp giết về phía bá thiên tuyệt. Man hoang lục thiên ấn, nam tử tóc xám cuộn chặt năm ngón tay, pháp lực cuồng mãnh hội tụ thành đại ấn diệt thế, như muốn phá diệt bát hoang, chấn sát mà ra. Tinh hà cuốn ngược, hư không bạo chấn, minh mông chiến hỏa đang thiêu đốt xô trào. Ngươi, chẳng lẽ là, ánh mắt bá thiên tuyệt lộ ra vẻ rung động, dường như ông ta đã nghĩ ra nam tử trước mặt này là ai. Nhưng hắn ta, Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nhưng bây giờ không có thời gian cho Bá Thiên Tuyệt suy nghĩ nữa rồi, ông ta chỉ có thể toàn lực xuất thủ. Tử sắc quyền mang chiếu sáng vũ trụ đen nhánh, ầm, um, một vụ va chạm trước nay chưa từng có nổ ra, giống như là một viên sinh mệnh cổ tinh cực đại phát nổ vậy. Hai vị cường giả cấp bậc vô thượng huyền tôn chiến đấu, gợn sóng vạn trượng, cảnh tượng kinh người. Thậm chí mặt ngoài Táng Đế tinh đều hiện ra vô số quy tắc chi văn, chống cự lại ba động của hai đại huyền tôn giao thủ nhưng điều khiến cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc chính là mặc dù cùng ở một cấp bậc nhưng bá thiên tuyệt lại rơi vào thế hạ phong tuyệt đối trực tiếp bị đẩy lui nam tử tóc xám lại lần nữa giết tới song trưởng như muốn khai thiên sau một tiếng nổ lớn trực tiếp phân thân thể bá thiên tuyệt thành hai ầm um, dòng máu tím bất tận trào ra vẩy xuống khắp nơi vũ trụ bốn phương tám hướng vô số người sắc mặt đều kinh ngạc ngốc trệ đường đường là một vị vô thượng huyền tôn mới sau hai ba cú đánh mà nhục thân đã bị đánh cho phát nổ hơn nữa bá thiên tuyệt còn có bá thể tinh huyết vô cùng nồng đậm kẻ này quả thật quá mạnh rồi rất nhiều người sợ hãi nhìn về phía nam tử tóc xám kia rốt cục hắn có lai lịch như thế nào mạnh đến mức không còn gì để nói cùng với tiếng gào thét kinh thiên nguyên thần bá thiên tuyệt bắn ra muốn bỏ chạy nguyên thần của ông ta mang theo kinh hãi cùng phẫn uất hô lên là ngươi chiến thần man tại sao ngươi lại tới đây Nghe thấy một câu nói kia, thiên kiêu trên táng đế tinh và tất cả mọi người chung quanh đều sướng sờ. Một số người, lúc này mới dần lấy lại tinh thần, trong con mắt cũng mang theo cực độ rung động. Thì ra là hắn ta, kẻ dưới trước bạch y thần vương quân vô hối, một trong thần vương bát bộ, thiên hình giả, chiến thần man. Tại thế hệ trước của quân tiêu giao, nhân vật quân gia khiến cả tiên vực kinh ngạc nhất chắc chắn chính là thần vương quân vô hối. Trong thế hệ đó có một câu được lưu truyền như sau, Mặc cho người có ngàn vạn thiên kiêu cũng không bằng một góc của Bạch Y. Từ đó có thể thấy được thanh danh của Bạch Y Thần Vương Quân vô hối nổi tiếng đến thế nào. Nhưng nhiều người biết đến ông không chỉ vì bản thân ông mà còn có Thần Vương bát bộ chúng dưới tay ông nữa. Mỗi một vị đều là nhân tài anh kiệt, mỗi người một vẻ, vô cùng xuất sắc. Cường giả bình thường có một tùy tùng trung thành cỡ này đã là giỏi lắm rồi, mà quân vô hối thì lại có đến 8 người. Lúc này đây, người đàn ông to cao vạm vỡ, trên mặt có vết sẹo mái tóc xám không gió mà bay này chính là một trong thần vương bát bộ chúng thiên hình giả chiến thần man. Là thuộc hạ dưới tay phụ thân, tới thời điểm bây giờ, quân tiêu giao đã gặp được 3 trong số 8 thần vương bát bộ chúng. Trung đồng cầm nữ A Cửu, ma vương Lý Tín, thiên hình giả chiến thần man. Cầm nữ trước giờ vẫn ở bên cạnh hắn, là người bảo vệ cho hắn. Lý Tín thì đi theo quân vô hối, một mình chấn thủ vạn cổ táng thổ. Còn vị thiên hình giả chiến thần man trước mặt này đến từ đâu đây? Chẳng biết tại sao trong lòng quân tiêu giao lại cảm thấy hơi bất an. Ở một bên khác, tại sâu trong vũ trụ, Phách Thiên Tuyệt bị đánh nổ cơ thể nên chỉ có thể dùng nguyên thần bỏ chạy. Phách Thể Tổ đường ta đã nhớ rõ chuyện này, sẽ không từ bỏ ý đồ. Hư, kẻ nói xấu thiếu chủ, làm tổn thương thần vương bát bộ chúng bọn ta còn muốn giữ mạng lại à. Chiến thần man hừ lạnh một tiếng rồi vươn tay ra, thú ảnh vô tận xuất hiện, hóa thành một cơn sóng hung hãn, định bao phủ nguyên thần của Phách Thiên Tuyệt rồi giết chết gã. Nhưng vào lúc này, dường như toàn bộ vũ trụ bị đông cứng chỉ trong một chớp mắt. Một sức mạnh vô thượng không biết từ đâu xuất hiện, bao phủ toàn bộ táng đế tinh và vũ trụ xung quanh từ một không gian cách đây hàng tỷ tầng. Khắp táng đế tinh tỏa ra ánh sáng trước nay chưa từng có, các đường vân quy tắc xuất hiện rồn rập. Đây là mức độ phòng ngự cao nhất, đại biểu cho việc có một sức mạnh vô cùng kinh khủng đang ảnh hưởng tới nơi đây. Đương nhiên người đứng mũi chịu xào chính là chiến thần man. Ông cảm giác được một khí thế chí mạng đang khóa chặt lấy mình, đầu mày như muốn nứt ra, có một giọt máu tươi chảy xuống. Sức mạnh đến từ không gian cách đây hàng tỷ tầng không phải là thứ mà một huyền tôn như ông có thể ngăn cản được, thậm chí ngay cả tạo hóa thần tôn cũng không thể. Nhưng trong mắt chiến thần man không hề có vẻ e ngại chút nào, đôi con người dựng thẳng như giã thú ngập tràn sát ý lạnh lùng. Ha ha, tốt quá rồi, nguyên thần của Phách Thiên Tuyệt cảm thấy vô cùng may mắn, giống như vừa trở về từ cõi chết. Là nhân vật tuyệt thế của Phách Thể Tổ Đường đang ra tay. Dám hủy thân thể của ta, kẻ phải chết tiếp theo chính là ngươi." Nguyên Thần Phách Thiên Tuyệt nói với giọng oán độc, nhưng đúng lúc này, trong một tinh vực nguyên thủy cổ xưa nguy hiểm khác có một cổ tinh yên tĩnh không một bóng người. Phía trên cổ tinh có một gốc cổ thụ chọc trời, các tán cây đều chạm đến tận trời sao. Đây chính là Trường Sinh Cổ Thụ, chất chứa tinh khí sinh mệnh vô tận. Mặc dù thấp hơn thế giới thụ một bậc, nhưng Trường Sinh Cổ Thụ cũng là bảo vật hiếm thấy trên thế gian, quý giá hơn thuốc bất tử không biết bao nhiêu lần chương 1044 thất tổ quân gia quân Thái A, huyền tôn chết. chương 1044 thất tổ quân gia quân Thái A, huyền tôn chết. Vào lúc này, trên tán cây trường sinh cổ thụ có một ông lão đang ngồi xếp bằng Tóc ông bạc phơ, hai gò má lại hồng hào như trẻ con. Ông mặc một bộ áo choàng cũ kỹ rách nát, không rõ là thuộc thời đại nào. Trong đôi mắt ông lắng động nét tang thương của lịch sử, trông giống như có vô số năm tháng không ngừng lướt qua trong đó trong tay ông cầm một cái cần câu làm bằng trúc dây câu lại do trật tự thần tắc cô động lại rũ xuống vũ trụ đen nhánh đúng lúc này trật tự thần tắc khẽ rung lên đôi môi nhăn nheo của ông lão cũng cong lên thật nhẹ mắc câu rồi ầm um, ông lão vung cần câu trong tay lên trời sao vô tận rơi xuống vang ra khắp nơi giống như những giọt nước một cổ thú vô cùng to lớn bị ông lão câu được từ chỗ sâu trong vũ trụ tinh hà cổ thú này lớn hơn sinh mệnh cổ tinh đến mấy chục lần nhìn kỹ mới thấy đây là thôn tinh cổ thú nếu để người khác nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc và sợ hãi, trong mắt như muốn lọt ra ngoài. Thôn tinh cổ thú là hung thú độc ác, cắn núi nhật nguyệt tinh thần và vô số sinh mệnh tinh. Ngay cả trí tôn mạnh đến thế mà gặp phải thôn tinh cổ thú cũng sẽ bị nó ăn tươi nuốt sống. Nhưng lúc này đây, ông lão lại vô cùng nhàn nhã, dùng trật tự thần tác làm dây câu câu được thôn tinh cổ thú. Nhưng khi ông lão đang định thu hoạch thành quả thì bỗng nhíu mày, động tác hơi chậm lại. Trong nháy mắt đó, thôn tinh cổ thú hất mình lên. Thân hình khổng lồ sánh ngang với Thái Cổ Côn bằng đập nát vô số ngôi sao, làm mảnh vỡ bay tứ tán. Thôn tinh cổ thú biến mất trong tinh vũ đen nhánh, ông lão thấy thế cũng không tức giận, chỉ hơi cau mày, đôi mắt mang vẻ đau thương của thời gian như muốn xuyên thủng không gian vô tận. "Ồ, bây giờ nước đục ngầu, mấy thứ tôm cá thối tha chạy ra ngoài hết cả. Là phách thể tổ đường, cái thứ phách tôn kia mới đột phá từ hỗn độn đạo tôn lên đến chuẩn đế mà đã có gan trêu chọc quân gia ta à?" Ông lão khẽ lắc đầu, Cần câu cá trong tay ông rung lên, trật tự thần tắc hóa thành dây câu chia ra thành hàng vạn phần, đánh tan hàng vạn không gian, xuyên thủng vũ trụ, xông tới một cổ địa nào đó. Hừ, dường như trong hư không có một tiếng kêu khe khẽ vang lên. Thất tổ quân gia, quân Thái A, trong cõi u minh, một giọng nói lạnh lùng vang lên, đồng thời còn có vẻ hơi kiêng rẻ. Ông lão bế quan trên trường sinh cổ thụ, thả câu tinh hà này chính là thất tổ quân gia quân Thái A trước kia trong khoảng thời gian quân gia tham gia chiến tranh bất hủ tại hoang thiên tiên vực từng có chuẩn đế ở tiên vực khác cách không ra tay kết quả là bị lục tổ quân gia quân thái huyền đang phiêu lưu trong vũ trụ tinh hà ngăn cản sau đó quân thái huyền còn dùng một kiếm hủy diệt tổ long sao mà lúc này đây người đang thả câu trong trời sao là thất tổ quân gia quân thái a là một nhân vật cùng thời với lục tổ quân thái huyền tất nhiên thực lực của ông cũng mạnh mẽ khó lường được ôi nếu như ngươi là phách tổ của phách thể tổ đường thức tỉnh nói không chừng lão phu còn kiêng rè một chút, nhưng với một tên nhãi sinh sau đẻ muộn như ngươi. Quân Thái A cười cười, ở bên kia, phách thể tổ đường không còn sinh khí nữa. Hiển nhiên phách tôn đã đột phá đến kiếp chuẩn đế kia vô cùng kiêng rẻ quân Thái A, không dám tùy tiện ra tay nữa. Ánh mắt quân Thái A trở nên sâu thẳm, ông nhìn về một chỗ. Dị vực, thời gian không nhiều lắm, hạt giống, đời này của quân gia ta tên là quân tiêu giao à, là một tên nhóc không tệ đấy quân thái a mỉm cười vui mừng rồi tiếp tục nhắm mắt thả câu vũ trụ tinh hà quay trở lại phía táng đế tinh tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một sức mạnh vô thượng đến từ cõi u minh kia đây không phải là sức mạnh mà trí tôn thất cảnh có thể có được chuẩn đế có nhân vật vô thượng cấp chuẩn đế đang âm thầm ra tay những đại nhân vật đang hóng chuyện đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng không ngờ trận chiến giữa thánh thể và phách thể lại có thể gây ra ảnh hưởng lớn như vậy thậm chí ngay cả chuẩn đế cũng âm thầm ra tay tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Ngay cả kẻ mạnh như chiến thần man cũng có cảm giác bị ép đến cực điểm, đầu mày như muốn nứt ra, máu tươi nhỏ xuống. Quân tiêu giao vẫn không tỏ vẻ gì, hắn tin gia tộc sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Quả nhiên chỉ sau nửa khắc ngắn ngủi, sức mạnh vô thưởng kia đã từ từ biến mất. Lại có một sức mạnh cường đại đang ra tay, là chuẩn đế của quân gia. Sâu trong tinh không, có rất nhiều đại nhân vật kinh ngạc. Quả nhiên quân gia trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ như thế, không tùy tiện để người trong nhà bị ức hiếp quả nhiên là đã ra tay không biết là cổ tổ nào đây quân tiêu dao cười nhạt một tiếng hắn đã dự liệu được chuyện này từ lâu nguyên thần phách thiên tuyệt bỏ chạy ra xa thì nhìn thấy cảnh này nó vô cùng choáng váng chuẩn đế của phách thể tổ đường bọn họ kiêng rè nên thu tay lại à bây giờ ngươi còn chạy được nữa ư giọng của chiến thần man vô cùng lạnh lùng bàn tay to lớn tìm kiếm chiến hỏa thiêu đốt thú ảnh xuất hiện lao tới như những con sóng dữ không phách thiên tuyệt phát ra tiếng kêu tuyệt vọng thủy triều chất chứa pháp lực vô tận bao phủ lấy nguyên thần vô thượng huyền tôn của phách thể tổ đường chết vào khoảnh khắc này khắp táng đế tinh đều vô cùng tĩnh lặng trên táng đế tinh rất nhiều thiên kiêu cảm thấy đầu óc ong ong biểu cảm kinh ngạc đây là lần đầu tiên rất nhiều người trong số bọn họ nhìn thấy cảnh tượng cường giả cấp bậc vô thượng huyền tôn chết đi trong mắt bọn họ người mạnh như vậy chính là tồn tại sánh ngang với trời kết quả bây giờ là chết đi dễ dàng như vậy Điều này khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Chiến Thần Man, trong mắt chứa vẻ giật mình, rung động, sợ hãi thán phục. Ôi trời ơi, huyền tôn của phách thể tổ đường mà nói giết là giết, không hổ là thần vương bát bộ chúng. Nói nhảm, đây chính là nhân vật cùng thời với Bạch Y Thần Vương, thuộc hạ dũng mãnh dưới tay ngài ấy tất nhiên có lá gan này. Trong mắt rất nhiều thiên kiêu đều hiện vẻ chờ mong, sao bọn họ lại không muốn giết chết kẻ địch dễ như trở bàn tay giống vậy chứ? Chương 1045 đã thức tỉnh thuộc tính kỳ lạ. Chương 1045 đã thức tỉnh thuộc tính kỳ lạ. Chiến thần Man lại rời mắt sang nhìn Long Uyên, lông tơ trên người Long Uyên dựng đứng, một luồng khí lạnh thấu xương len lỏi qua lưng ông ta, giống như con mồi bị thợ săn tiếp cận. Vị đạo hữu này, lão phu nào có hại ai? Long Uyên vội vàng khoát tay, nói, chẳng qua ông ta ra tay chỉ có một lần mà thôi, đã vậy còn bị a cửu chặn lại, chưa gây ra bất cứ tổn thương gì. Thấy cảnh này, rất nhiều người đều không biết nói gì. Trước đây Long Uyên cao cao tại thượng giống một cao nhân, thế mà bây giờ lại sợ hãi như rùa rụt cổ. Nhưng mọi người cũng có thể hiểu được, bởi vì cảnh giới cao hơn một cấp có thể đè chết người ta, đã vậy Huyền Tôn cùng cấp với Chiến Thần Man mà vẫn bị ông chém chết, Long Uyên không sợ mới là lạ. Chiến Thần Man lạnh lùng rời mắt đi, không thèm để ý đến ông ta nữa. Ông thu lại khí tức Huyền Tôn của bản thân rồi giáng lâm xuống Táng Đế Tinh. A à, Cửu cũng theo sát phía sau phía trên táng đế tinh, quân tiêu giao ngưng kết trật tự thần liên thành một sợi xích chó, dùng để dắt long giao nhi. Tứ chi của long giao nhi lại mọc ra, vừa định đứng lên thì lại bị quân tiêu giao đạp vào mông một cái. Nằm xuống, người từng nhìn thấy con chó nào đi bằng hai chân à. Long giao nhi lại bị đạp xuống đất một lần nữa. Ngươi, mặt mũi long giao nhi đỏ bừng, nàng ta bị quân tiêu giao đá vào mông trước mặt mọi người. Từ nhỏ tới giờ, có bao giờ nàng ta phải chịu nhục nhã như thế đâu mặc dù đôi khi long uyên đối xử nghiêm khắc với nàng ta nhưng xưa nay chưa từng đánh nàng ta bao giờ còn thân thiết hơn cả cháu gái ruột thế nhưng hôm nay nàng ta lại phải trải qua một cơn ác mộng trước nay chưa từng có nàng ta bị đánh bại thì cũng thôi đi nhưng bây giờ đến cả tư cách làm người à không là tư cách làm rồng cũng không có mặc dù cả rồng và chó đều là động vật nhưng nàng ta là rồng cái chứ không phải chó cái trong mắt bản thần tử ngươi chính là một con chó ngưỡng mộ ta chính là dáng vẻ mà ngươi nên có trên gương mặt đẹp trai tuấn tú của quân tiêu giao hiện lên nụ cười lạnh lùng. Nếu không phải Long Giao Nhi vẫn còn có giá trị lợi dụng, hắn đã thẳng tay chém chết nàng ta rồi. Nhưng khi thấy Long Giao Nhi đeo vòng cổ nằm dạp dưới mặt đất, trong khóe mắt long lanh nước mắt, chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại có cảm giác vui vẻ là lạ. Chẳng lẽ là thức tỉnh thuộc tính kỳ lạ nào à? Quân tiêu giao khẽ lắc đầu, đến lúc lấy lại tinh thần, cả chiến thần man và A Cửu đều đang đứng trước mặt hắn. Chiến thần man có thân hình cao lớn tráng kiện, làn da màu đồng cổ vết sẹo trải rộng trên người mái tóc xám của ông tung bay trên gương mặt lạnh lùng có hai vết sẹo kéo dài đôi đồng tử dựng đứng như dã thú tràn ngập dã tính đây là một người đàn ông giống như thần ma khí chất không hề kém cạnh ma vương lý tín mà quân tiêu dao từng gặp ở táng thổ chút nào bất kỳ ai tới gần người đàn ông này cũng sẽ có cảm giác ngột ngạt giống như bị ngạt thở nhưng lúc này đây khi đối diện với quân tiêu dao chiến thần man lại thu lại khí tức trên môi nở một nụ cười trước nay chưa từng có Nụ cười này có phần cứng ngắc và không thành thạo, a cửu ở bên cạnh nhìn thấy thì vô cùng bất ngờ. Chiến thần Man còn biết cười à? Đó giờ chưa từng nhìn thấy, thuộc hạ dưới trướng Bạch Y Thần Vương Quân vô hối, thần vương bắt bộ chúng chiến thần Man tham kiến thiếu chủ. Chiến thần Man trực tiếp quỳ một chân với quân Tiêu Dao. Điều này khiến các thiên kiêu ở bốn phương tám hướng đều vô cùng kinh ngạc. Phải biết là người đang quỳ dưới chân quân Tiêu Dao lúc này là một vô thượng huyền tôn, hơn nữa người này còn vừa giết chết một vô thượng huyền tôn khác. Một cường giả như này mà lại quỳ xuống hành lễ với quân tiêu giao, hơn nữa còn không hề do dự. Xin tiền bối mau đứng lên, lần này đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Quân tiêu giao đỡ chiến thần man dậy, quân tiêu giao vô cùng tôn kính những thuộc hạ từng đi theo cha mình. Hổ phụ vô khuyển tử, phong thái của thiếu chủ khiến người ta tin phục. Giọng điệu của chiến thần man cũng chứa ý tán thưởng, quét ngang cổ lộ, dạy dỗ phách vương. Từ trên người quân tiêu giao, ông nhìn thấy được phong thái của quân vô hối, thậm chí là con giỏi hơn cha. nhưng vừa nghĩ tới quân vô hối, trong mắt chiến thần man lại hiện ra một đám mây đen. chiến thần man, không phải ngươi đi theo chủ thượng tới biên giới dị vực à? sao thế? a à, cử muốn nói lại thôi. chuyện này, chiến thần man ngập ngừng, nỗi bất an trong lòng quân tiêu giao lại xuất hiện một lần nữa. nhưng hắn cũng biết chuyện này không nên để nhiều người biết. tiền bối, việc này để sau bàn lại đi. quân tiêu giao nói. chiến thần man khẽ gật đầu. a à, cử. Quân tiêu giao nhìn về phía A cửu, thiếu chủ, A cửu hơi cúi đầu, quân tiêu giao tiến lên rồi vươn tay ra, tự tay lau vết máu tươi trên khóe môi A cửu. Thiếu chủ, A cửu cũng xứng ra một lúc, không ngờ quân tiêu giao lại hành động như vậy. Hôm nay may mà có chiến thần man tiền bối giết chết phách thiên tuyệt kia, nếu không ta cũng rất khó chịu. Quân tiêu giao nói, thiếu chủ trưởng thành rồi, bây giờ đã biết bảo vệ A cửu. A cửu cười thản nhiên, trông vô cùng xinh đẹp, mặc dù nàng không cần báo đáp gì, nhưng khi thấy Quân Tiêu Dao để ý đến mình như vậy, trong lòng nàng cũng rất vui mừng. Nếu có thực lực, ta sẽ bảo vệ hết tất cả những người ta muốn bảo vệ, tiếc là bây giờ cảnh giới của ta vẫn chưa cao bằng A Cửu. Quân Tiêu Dao mỉm cười, A Cửu tin với thiên phú của thiếu chủ, không bao lâu nữa sẽ có thể vượt qua cảnh giới của A Cửu. A Cửu đáp, lúc này, một tiếng ho khan vang lên, "Khụ, chuyện đó, thần tử Quân gia, có phải chúng ta nên thương lượng một chút không?" Long Uyên cũng thu khí tức của bản thân lại rồi dáng lâm xuống táng đế tinh. Sắc mặt ông ta hơi xấu hổ nhưng lại không thể làm gì được. Quân tiêu giao vẫn đang trò chuyện cùng chiến thần Man và A Cửu, gạt ông ta sang một bên. Nhưng vấn đề là Long Giao Nhi vẫn còn đang bị quân tiêu giao dắt đi như một con chó cái. Chuyện này còn ra thể thống gì nữa? Thái hư cổ Long tộc không cần mặt mũi nữa à? Chương 1046 bắt đầu bàn điều kiện. Chương 1046 bắt đầu bàn điều kiện. Lúc trước bản thần tử muốn nói, các ngươi lại muốn ra tay, bây giờ lại muốn nói rồi à?" Vẻ mặt Quân Tiêu Dao không thay đổi gì, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự châm chọc. Mặt Long Uyên lúc xanh lúc trắng, trong lòng vô cùng căm hận. Nhưng người ông ta hận không phải Quân Tiêu Dao, mà là Phách Thiên Tuyệt kia. Nếu không phải tại Phách Thiên Tuyệt kích động ra tay, có lẽ mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Đúng lúc này, trong không trung lại có quang hoa màu vàng tỏa ra. Một bóng người mặc hoàng kim thần giáp xuất hiện, "A à, là cổ lộ chấp pháp giả, sao bây giờ bọn họ mới xuất hiện? Một vài thiên kiêu nhìn sang, chấp pháp giả trí tôn này cũng hơi xấu hổ, lúc nãy có thể xem như là thần tiên đánh nhau, hắn ta không thể đắc tội bên nào được. Có điều chấp pháp giả này vẫn nhắm mắt nói, thần tử, chấp pháp giả bọn ta hy vọng thần tử có thể tạm thời ta cho phách vương một mạng. Suy cho cùng các người đều là tồn tại có hy vọng trở thành hạt giống. Hạt giống, trong mắt quân tiêu giao lóe ánh sáng, thiếu chủ, chấp pháp giả có chút quan hệ với thủ quan giả, Chiến thần man nói, quân tiêu giao khẽ gật đầu, thủ quan giả có danh tiếng lẫy lừng, được vô số tu sĩ cử thiên tiên vực kính trọng. Họ là những cường giả trí công vô tư, đã chấn giữ biên quan dị vực vô số kỷ nguyên. Có một số cổ lộ chấp pháp giả là hậu duệ của thủ quan giả. Quân tiêu giao cũng chỉ xem Long Giao Nhi như một thẻ đánh bạc mà thôi. Chỉ cần có thể đáp ứng điều kiện của bản thần tử, muốn ta thả Long Giao Nhi cũng không phải là chuyện không thể. Quân tiêu giao nói, thần tử quả nhiên rộng lượng, trong lòng chất chứa sơn hà nhật nguyệt. Chấp pháp giả chắp tay tán thưởng, Long Uyên cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể bàn bạc là được. Điều kiện rất đơn giản, bản thân tử muốn thiên thư mà Long Giao Nhi đang tu luyện. Quân tiêu giao nói, cái gì, thiên thư, thiên kiêu khắp bốn phương tám hướng đều sững sờ, sau đó thay đổi sắc mặt. Có thể nói tại cửu thiên tiên vực, không có ai là không biết tới cửu đại thiên thư, đại biểu cho chín cực hạn chi đạo. Thiên kiêu bình thường có được một quyển thiên thư đã có thể bay thẳng lên trời, tu luyện đạo của mình tới cực hạn. Đồn rằng nếu có thể tập hợp đủ cửu đại thiên thư thì có thể biết được sự huyền bí trong đó, nhìn thấy một đạo trước nay chưa từng xuất hiện. Dù cho từ cổ trí kim, từ xưa đến nay cũng chưa từng có ai tập hợp đủ cửu đại thiên thư, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến tưởng tượng của tất cả các tu sĩ. Một số thiên kiêu ở đây chợt hiểu ra vì sao Long Giao Nhi lại có năng lực khôi phục kinh khủng đến như thế dù cho là thương thiên phách thể cộng thêm huyết mạch cổ long thì sức khôi phục cũng không thể nào đạt đến mức đó được khả năng duy nhất chính là hóa ra là sinh thư trong cửu đại thiên thư tất cả mọi người hiểu ra tất cả những nghi ngờ lúc trước đều được giải đáp sinh thư cũng có thể gọi như là sinh mệnh chi thư sinh cơ chi thư khống chế con đường sinh mạng trong các ghi chép thời cổ xưa có không ít các thiên kiêu từng đạt được sinh thư mặc dù sinh thư không thể mang đến cho tu sĩ một sức sát thương cường đại nhưng lại có thể tạo ra sinh mệnh lực và sức khôi phục biến thái đối với những người nắm giữ sinh thư gãy tay gãy chân chết đi sống lại đều chẳng phải việc gì to tát nhỏ máu trùng sinh máu thịt mọc lại linh hồn khôi phục nguyên thần được nuôi dưỡng sức sống dồi dào có thể nói chỉ cần sức sống không cạn kiệt thì đều có thể khôi phục lại theo thời gian năng lực này vô cùng nghịch thiên có thể xem là bùa hộ mạng hàng đầu chẳng trách năng lực khôi phục của phách vương lại khủng bố đến thế tay đứt chân gãy mà lại có thể mọc ra trong nháy mắt, hóa ra là do tu luyện sinh thư. Đáng tiếc, tu luyện sinh thư thì đã sao, kết quả cuối cùng vẫn là thảm bại dưới tay thần tử quân gia. Cơ thể thần tử quân gia có thể xem là vô song, nếu còn có được sinh thư nữa thì... Nghĩ đến đây, một số người không dám tưởng tượng tiếp nữa. Lúc đầu cơ thể quân tiêu giao đã là có một không hai, nếu còn tu luyện sinh thư nữa thì tương lai ai có thể hủy diệt cơ thể hắn được. Chắc có lẽ khiêu chiến vượt cấp cũng chẳng đáng nhắc tới. Trừ khi có người cao hơn Quân Tiêu Giao mấy đại cảnh giới, nếu không thì muốn làm hắn bị thương là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Không thể nào, người tuyệt đối không thể có được Sinh Thư. Long Giao Nhi đang nằm dưới đất bỗng kích động la lên. Lúc đầu nàng ta đã thảm bại dưới tay Quân Tiêu Giao như vậy, nếu để hắn có được Sinh Thư thì chẳng phải là Long Giao Nhi chẳng còn chút hy vọng xoay chuyển tình thế nào à? Ầm, uhm, Quân Tiêu Giao lại đạp thêm một cái lên mông Long Giao Nhi. Á, à, Long Giao Nhi la lên, cái mông vừa đỏ vừa sưng ở đây không có chỗ cho ngươi lên tiếng. Quân tiêu giao lạnh lùng nói, Long Giao Nhi cắn chặt hàm răng, vô cùng nhục nhã. Cảm giác bị tra tấn làm nhục thế này khiến nàng ta cảm thấy xấu hổ nhục nhã hơn cả khi chiến bại. Nhưng chẳng hiểu tại sao trong cảm giác nhục nhã vô ngần này, Long Giao Nhi lại cảm thấy hơi xa đoạ. Cảm giác khó hiểu này khiến cả người nàng ta đỏ ửng, cơ thể trở nên kỳ lạ. Quân tiêu giao không để ý đến Long Giao Nhi, mà đặt ánh mắt trên người Long Uyên. Đây mới là đối tượng giao dịch của hắn. Long Uyên siết tay lại thật chặt, nói thật, ông ta chẳng hề muốn giao sinh thư cho quân tiêu giao chút nào. Mặc dù lần này Long Giao Nhi thảm bại nhưng một phần cũng là do quân tiêu giao dùng pháp thân đùa bỡn Long Giao Nhi một lần, khiến tâm cảnh của nàng ta hơi bất ổn. Nếu Long Giao Nhi biết thẹn sau đó thay đổi, hết lòng tu luyện, Long Uyên sẽ có cách giúp nàng ta tiếp tục tiến bộ, tuy không trực tiếp đánh bại quân tiêu giao nhưng ít nhất cũng cố gắng đuổi kịp. Nhưng nếu giao sinh thư cho quân tiêu giao, vậy chắc chắn sẽ giúp hắn như hổ thêm cánh thế thì Long Giao Nhi sẽ gần như không có cơ hội trở mình nữa. Thấy Long Uyên không nói tiếng nào, khóe môi quân tiêu giao cong lên thật lạnh lùng. Hắn đạp một cái lên đầu Long Giao Nhi, xem ra là không thương lượng được, bản thân tử nể mặt chấp pháp giả, nhưng ngươi lại không xem bản thân tử ra gì. Cổ lộ chấp pháp giả thấy thế thì nhíu mày, nói với Long Uyên, Long Uyên đạo hiếu, lùi một bước trời cao biển rộng. Long Uyên thở dài rồi vung tay lên, ném một quyển sách cổ xưa cho quân tiêu giao sinh thư không nằm trên người Long Giao Nhi, mà là được Long Uyên tận tay gìn giữ. Quân tiêu giao thuận tay nhận lấy, chương 1047 sinh thư trong cửu đại thiên thư. Chương 1047 sinh thư trong cửu đại thiên thư. Quyển sách này có màu vàng xanh nhạt, giống như màu đồng xanh, trông vô cùng cổ xưa. Quân tiêu giao không cần phải đoán xem sinh thư này là thật hay giả, bởi bản thân hắn có ba quyển thiên thư, có thể cảm nhận được quyển này là thật. Cuối cùng sinh thư vẫn rơi vào tay thần tử quân gia, đúng là như hổ thêm cánh. Đúng vậy, nếu như thần tử quân gia có thể lấy được những quyển thiên thư khác, thực lực sẽ càng mạnh hơn nữa. Tất cả mọi người đều không biết đây là quyển thiên thư thứ tư của quân tiêu giao. Thể thư, không thư, bảo thư, sinh thư. Trong cửu đại thiên thư, quân tiêu giao đã có được bốn quyển, gần như là một nửa đã nằm trong túi của hắn. Tất nhiên hắn sẽ không để lộ chuyện này, nếu không chẳng khác nào tự tìm phiền phức cho mình. Được rồi, đã giao sinh thư cho ngươi, thả người được rồi chứ. Long Uyên đè nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng lên tiếng. Long Giao Nhi không dám hé răng nói tiếng nào, chỉ sợ lại bị quân tiêu giao đạp lên mông lần nữa. Trong lòng nàng ta cảm thấy tuyệt vọng, quân tiêu giao có được sinh thư, nàng ta muốn trở mình sẽ càng khó khăn hơn. Quân tiêu giao nở một nụ cười nghiền ngẫm, hắn lắc đầu, ngươi đang đùa bản tôn đấy à, thấy thái độ của quân tiêu giao, Long Uyên tức đến run người. Nếu không phải trên táng đế tinh có quy tắc áp chế, khí tức của ông ta sẽ bùng nổ ngay quân tiêu dao vẫn tỏ vẻ bình thản nói bản thân tử không phải là người như thế nếu ban đầu thương lượng trong hòa bình thế này điều kiện sẽ chỉ có như vậy ta sẽ thả người ra ngay nhưng các ngươi không thèm quan tâm đến mong muốn của ta mà lại lựa chọn sử dụng vũ lực còn làm cho người bảo vệ ta bị thương món nợ này có phải cũng cần tính toán hay không quân tiêu dao không phải kiểu người nói không giữ lời nhưng hắn lại là người có thù tất báo nếu lúc đầu trò chuyện trong hòa bình quân tiêu dao cũng không phải kẻ tham lam hắn chỉ cần sinh thư là đủ. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ lại lựa chọn sử dụng vũ lực, còn làm cho A Cửu bị thương nhẹ, tất nhiên quân tiêu giao sẽ không bỏ qua dễ dàng. Ngươi đúng là được voi đòi tiên, mặt mũi Long Uyên sám ngoét, ông ta giận run người, trái tim tức đến nỗi muốn nổ tung. Long Giao Nhi cũng vô cùng tức tối nhưng lại không dám nói tiếng nào. Cứ coi như ta được voi đòi tiên đi, cũng được, trên cổ lộ tịch mịch, có một con thú cưng bầu bạn cũng rất tốt. Quân tiêu giao nói rồi kéo một phát, Lòng dao Nhi bị xích kéo ngã sắp xuống dưới chân hắn. Long Uyên thấy thế thì cõi lòng như dỉ máu, đành cắn răng gần từng chữ còn điều kiện gì nữa. Quân Tiêu Giao mỉm cười, gương mặt tuấn tú trông rất thản nhiên, thậm chí còn toát lên vẻ thân thiện dễ gần. Ta nghe nói trong thái hư cổ Long Tộc có một thiên địa chí bảo tên là sinh mệnh chi tuyền. Ồ, vừa nghe quân Tiêu Giao nhắc tới sinh mệnh chi tuyền, Long Uyên cảm thấy đầu mình kêu ong ong, hai mắt tối sầm, suýt chút nữa là ngất đi quân tiêu giao định giết thái hư cổ long tộc bọn họ như giết heo đấy à. Bọn họ là long tộc chứ không phải heo, rõ ràng là quân tiêu giao đang muốn làm thịt bọn họ. Sinh mệnh tri tuyền là một trong những thiên địa trí bảo quý giá nhất trong cửu thiên tiên vực, chẳng hề kém cạnh thế giới thụ chút nào. Chỉ cần một giọt sinh mệnh tri tuyền là có thể cứu được người chết, chữa được xương trắng, lại còn có thể bổ sung tinh khí sinh mệnh, là nguyên liệu luyện đan hiếm có, có thể nói là tác dụng thần kỳ. Ngay cả thái hư cổ long tộc cũng chỉ có một phúc sinh mệnh chi tuyển mà thôi. Ở cửu thiên tiên vực, một giọt sinh mệnh chi tuyển có thể bán ra với cái giá trên trời. Ngươi đúng là đang uy hiếp trắng trợn, long uyên ẩm lên như một con sư tử đang phẫn nộ. Ngay cả tâm cảnh đại thiên tôn như ông ta mà cũng bị phá vỡ, không thể nào giữ bình tĩnh nổi nữa. Hư, chú ý thái độ của ngươi đối với thiếu chủ. Chiến thần man ở bên cạnh tiến lên một bước, dù không để lộ khí cơ nhưng đôi đồng tử dựng đứng như dã thú lại tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo đầy nguy hiểm. Long Uyên nuốt nước bọt, đè nén cơn tức trong lòng, khó mà chút ra được. Thân là thái thượng trưởng lão của Thái Hư Cổ Long tộc, trước nay ông ta chưa bao giờ phải chịu ấm ức như thế, hơn nữa còn phải ăn quả đắng trong tay một hậu bối trẻ tuổi. Tên nhóc này quả thật là đáng sợ, đừng nói là Long Uyên, ngay cả các thiên kiêu đứng xung quanh cũng líu lưỡi, không ngờ được Quân Tiêu giao lại to gan bắt chẹt như thế. Thái hư cổ long tộc là long tộc mạnh nhất và bí ẩn nhất, dù bọn họ kín tiếng nhưng chắc chắn không có ai dám trêu chọc, thế mà bây giờ lại bị quân tiêu giao chèn ép như thế. Khóe miệng cổ lộ chấp pháp giả cũng hơi co rút, nhưng hắn ta sáng suốt giữ im lặng. Hắn ta đến đây là để hòa giải mà thôi, không cần phải rước thêm rắc rối vào mình. Đương nhiên người có thể lựa chọn từ chối, bản thân tử cũng chỉ có thêm một con chó mà thôi. Quân tiêu giao thản nhiên nói, ác ma, hắn chính là một ác ma. Lúc này Long Giao Nhi đang nằm dạp dưới đất, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại câu này. Vẻ mặt Long Uyên run rẩy, ông ta tuyệt đối không thể để Long Giao Nhi làm con chó của quân tiêu giao, nếu không thì chẳng phải giống như đang trà mặt của thái hư cổ Long tộc và phách thể tổ đường xuống đất à. Và lại Long Giao Nhi chính là tộc nhân có huyết mạch hoàng kim cổ Long hiếm có trong thái hư cổ Long tộc, có ý nghĩa phi phàm. Mà nói đúng hơn thì huyết mạch hoàng kim cổ Long của Long Giao Nhi vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, một khi thức tỉnh xong thì thực lực của nàng ta sẽ thay đổi về chất. Thái hư cổ long tộc không thể nào từ bỏ long giao nhi được. Ta muốn liên lạc với người trong tộc một chút, long uyên thở dài, gần giọng. Mặc dù ông ta là thái thượng trưởng lão của thái hư cổ long tộc nhưng cũng không có quyền tự ý quyết định chuyện của sinh mệnh chi tuyền. Thân là tộc cổ xưa hiếm có nhất trong long tộc, tất nhiên trong thái hư cổ long tộc cũng có người mạnh hơn. Nhưng như vậy thì sao chứ? Không thấy chuẩn đế của phách thể tổ đường cũng dừng tay lại à? Bởi thế nên Long Uyên có gọi người mạnh hơn trong tộc cũng không được, còn không bằng nghĩ cách xem nên giải quyết vấn đề thế nào. Cũng được, nhưng sự kiên nhẫn của bản thần tử là có giới hạn, trong vòng 7 ngày phải có kết quả. Quân Tiêu Giao nói, chương 1048 Long Cát Công Chúa tiếp nhận truyền thừa. Chương 1048 Long Cát Công Chúa tiếp nhận truyền thừa. Long Uyên lạnh nhạt gật đầu rồi rời đi. Ông ta không sợ quân tiêu giao làm ra chuyện gì với Long Giao Nhi, bởi truyền nhân của Thái Cổ Thế Gia vẫn biết giữ chữ tín, hơn nữa còn có cổ lộ chấp pháp giả ở đây nữa mà. Đợi sau khi Long Nguyên rời đi, bầu không khí trong táng đế tinh mới hỏa hoãn trở lại, sau đó bùng nổ, ồn ào như chợ vỡ. Chuyện xảy ra hôm nay đủ để mọi người bàn tán rất lâu. Ôi mẹ ơi, thần tử quân gia thật sự là nghịch thiên, trận chiến giữa thánh thể và phách thể chưa từng có trong lịch sử, đáng để ghi vào sử sách. Không sai, chỉ với pháp thân đã có thể đấu với phách vương lâu như vậy, bản tôn vừa xuất hiện đã chân áp được phách vương. Đúng thế, lúc thần tử bản tôn vừa xuất hiện trên không trung, ta cảm thấy ra đầu mình tê dại. Rất nhiều thiên kiêu, tu sĩ đều nhìn quân tiêu giao với ánh mắt nóng bỏng. Nam tu thì sùng bái cuồng nhiệt, nữ tu thì si mê ái mộ điên cuồng. Từ xưa đến nay, người có thể trêu đùa phách vương thánh thể như thế cũng chỉ có mỗi quân tiêu giao, chứ đừng nói đến sau khi phách thể tổ đường huyền tôn chết đi, chuẩn đế âm thầm ra tay mà cũng không thể làm gì được. Mặc dù những chuyện này không liên quan trực tiếp đến quân tiêu giao, nhưng lại gián tiếp có quan hệ với hắn. Hôm nay quân tiêu giao lại lần nữa đổi mới nhận thức của mọi người về hắn. Quân công tử đẹp quá đi mất, ca ca, đây là lần đầu tiên muội cảm thấy có người hơn được huynh đấy. Vũ Vân Thường cũng biến thành người hâm mộ quân tiêu giao, hoàn toàn không còn sự cẩn trọng của một quận chúa vũ hóa thần triều. Muội đó, vũ hóa vương nhìn muội muội đào binh này, bất đắc dĩ lắc đầu. Y nhìn về phía quân tiêu giao với ánh mắt sâu thẳm, than thầm trong lòng, chẳng trách lại là một tồn tại có thể đánh cờ với trời. Vào lúc này đây, quân tiêu giao nhận được sự chú ý của tất cả mọi người, ngay cả các lão đại của các thế lực bất hủ trong vũ trụ tinh không cũng đang quan sát hắn thật kỹ. Trong đó có thiện ý, có tò mò, cũng có lạnh lùng. Chủ nhân, Long Cát Công Chúa biến lại thành hình người, đi đến trước mặt quân tiêu giao. Mặc dù trên người nàng ta có vết thương nên hơi chật vật, nhưng phong thái hào hoa phong nhã của một công chúa long tộc vẫn không hề giảm đi đều là do nô gia không tốt làm phiền đến chủ nhân long cắt công chúa hành lễ với quân tiêu dao long dao nhi bị dây xích chó xích ở bên cạnh thấy vậy thì cảm thấy hơi đồng cảm nàng ta và long cắt công chúa đều là long tộc một người bị xem như thú cưỡi người còn lại thì phải đeo dây xích chó nhưng khác với long dao nhi long cắt công chúa đã thần phục quân tiêu dao hoàn toàn không sao đâu quân tiêu dao khoát tay Mục đích ban đầu khi hắn tới đây cũng là vì phách vương, chẳng liên quan gì đến Long Cát Công Chúa cả. Nhưng Long Cát Công Chúa lại hiểu lầm, cho rằng quân tiêu giao tới đây là để cứu mình. Cơ duyên của cửu chỉ thánh Long Đế ở đây cũng không tệ, người đi tiếp nhận truyền thừa đi. Quân tiêu giao thuận miệng nói, không không, cơ duyên quý giá như vậy nên thuộc về chủ nhân mới phải. Long Cát Công Chúa vội vàng từ chối, không cần phải vậy, cơ duyên của ngươi thì chính là của ngươi, ta cần thứ gì thì ta sẽ tự lấy. Quân tiêu giao nói, Long Cát công chúa gật đầu rồi đi tiếp nhận truyền thừa từ cửu chỉ thánh Long Đế. Lúc còn trẻ, cửu chỉ thánh Long Đế từng bị một thiên kiêu thần bí đánh gãy một ngón tay, sau này thiên kiêu thần bí kia không xuất hiện trên đời nữa, không biết là ai nhỉ. Quân tiêu giao nghĩ đến lời đồn này thì hơi thắc mắc. Trong mấy ngày tiếp theo, Long Cát công chúa bắt đầu tiếp nhận truyền thừa của cửu chỉ thánh Long Đế. Các bí thuật, bí điển trong đó có giá trị vô cùng lớn. Sau khi tu luyện, Long Cát cũng có thể truyền nó cho Long nhân tộc thuộc quân đế đình. Còn những cơ duyên khác, quân tiêu giao chỉ lấy đi một ít thuốc bất tử và thánh đan, những thứ còn lại chẳng làm hắn thấy hứng thú. Giá trị của sinh thư đối với hắn cũng không kém cơ duyên đại đế là bao. Bảy ngày sắp đến rồi, chắc cũng nên tới nhỉ, quân tiêu giao thầm nghĩ. Trong lòng hắn đưa ra kết luận Thái Hư Cổ Long tộc nhất định sẽ đồng ý, bởi vì địa vị của Long Giao Nhi trong Thái Hư Cổ Long tộc giống địa vị của hắn trong quân gia thái hư cổ long tộc chắc chắn sẽ không bỏ mặc hạt giống long giao nhi này. Đợi đến khi đạt được sinh mệnh chi tuyền, thực lực của mình sẽ lột xác một lần nữa. Quân tiêu giao mỉm cười, hắn lựa chọn sinh mệnh chi tuyền không phải là hứng thú nhất thời, mà là vì sinh mệnh chi tuyền có tác dụng cực lớn đối với hắn trong giai đoạn này. Đầu tiên, sinh mệnh chi tuyền rất có ích trong việc tu luyện sinh thư của quân tiêu giao. Long Giao Nhi có thể lĩnh hội sinh thư nhanh như vậy không thể không nhắc đến công lao của sinh mệnh chi tuyền. Có được sinh mệnh chi tuyền, cộng thêm thiên phú yêu nghiệt của bản thân quân tiêu giao, hắn có thể nhanh chóng nhập môn, lĩnh hội sự ảo diệu của sinh thư. Tiếp theo, sinh mệnh tri tuyển cũng vô cùng có ích đối với vũ trụ của quân tiêu giao. Bây giờ vũ trụ bên trong quân tiêu giao vẫn vô cùng yên ắng, không có sinh linh tồn tại. Nếu có được sinh mệnh tri tuyển, chờ sau khi tu vi của quân tiêu giao tăng cao, đủ để tạo ra sinh linh trong vũ trụ, sinh mệnh tri tuyển sẽ là một mắt xích quan trọng trong việc tạo ra sinh mệnh. Quân tiêu giao đã lên kế hoạch chu đáo để phòng ngừa cho mình. Nếu có người biết được suy nghĩ của quân tiêu giao, chắc chắn sẽ sợ hãi thán phục. Đối với con đường tu hành của bản thân, hắn đã có mục tiêu và quy hoạch rõ ràng. Bảy ngày sau, Long Uyên bình tĩnh đi đến táng đế tinh. Ông ta lạnh lùng nhìn quân tiêu giao rồi hỏi, lần này ngươi sẽ không lật lọng nữa chứ? Quân tiêu giao nghe thấy thế thì mỉm cười thân thiện, xưa nay bản thần tử luôn thẳng thắn vô tư, đối xử khoan dung với mọi người, tất nhiên sẽ không làm ra chuyện như vậy con run xéo lắm cũng quản chứ đừng nói chi là thái hư cổ long tộc. Quân tiêu giao cũng biết tiến biết lùi, thấy được là ngưng. Nhưng lời hắn vừa nói lại khiến những thiên kiêu xung quanh run rẩy. Hay cho câu thẳng thắn vô tư, đối xử khoan dung với mọi người. Thật là thần kỳ, chương 1049 có được sinh mệnh chi tuyền. Chương 1049 có được sinh mệnh chi tuyền. Long Uyên nghe thấy thế thì vô cùng tức giận, Ông ta đường đường là một đại thiên tôn mà lại bị quân tiêu giao làm cho đạo tâm bất ổn, tâm tính sắp đổ sập. Tiêu giao ca ca đúng là đang giết người không giao. Khương Lạc Ly vỗ tay cười không ngừng, có thể khiến một đại thiên tôn tức giận đến mức này cũng chỉ có mỗi quân tiêu giao. Cầm lấy đi, Long Uyên vung tay lên, một viên tinh thạch tỏa ra gợn sóng không gian rơi vào trong tay quân tiêu giao. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên trong tinh thạch có một vốc nước suối rất nhỏ, tỏa ra tiên quang linh vụ, trông vô cùng tươi sáng rực rỡ, giống như một phốc tiên tuyền. Quân tiêu giao dùng thần niệm thăm dò, sau đó khẽ gật đầu. Đây quả đúng là sinh mệnh chi tuyền, trong khắp cửu thiên tiên vực cũng chẳng có được bao nhiêu, ngay cả thái hư cổ long tộc cũng chỉ có nhiêu đây mà còn bị quân tiêu giao lấy mất. Được rồi, thả người đi, Long Uyên lạnh lùng nói, quân tiêu giao tiện tay vung lên, dây xích trong tay biến mất, cuối cùng Long Giao Nhi cũng có thể đứng dậy. Nàng ta quay đầu nhìn quân tiêu giao, cắn chặt hai hàm răng lại, Vừa định mở miệng nói gì đó đã bị Quân Tiêu Dao ngắt lời. "Đừng nói mấy lời cay độc không có ý nghĩa nữa. Tin ta đi, sau này ngươi còn đụng đến ta nữa, ta sẽ cho ngươi hiểu được cảm giác bị biến thành chó thật sự là như thế nào." Lời Quân Tiêu Dao nói khiến Long Dao Nhi nghẹn họng, không xỉa sói được một câu nào. "Hơn nữa ta biết ngươi còn có thân phận khác, đừng gây sự với ta." Ánh mắt Quân Tiêu Dao sâu thẳm, Long Dao Nhi nuốt nước bọt, trong lòng hoảng sợ không thôi. Xem ra Quân Tiêu Dao đã nhìn ra từ lâu không sai, Long Giao Nhi cũng là một trong nghịch quân thất hoàng. Thân là kẻ thù của thánh thể, Long Giao Nhi trở thành nghịch quân thất hoàng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng Long Giao Nhi cũng giống với Linh Diên, tạm thời vẫn chưa dung hợp đế ấn chứng đạo, bởi nàng ta muốn đánh bại quân tiêu giao bằng sức mạnh của bản thân. Bây giờ xem ra nàng ta vẫn thật là ngây thơ, ngây thơ đến mức buồn cười. Ý chí tiên vực đã chọn ra nghịch quân thất hoàng, tất nhiên điều này có nghĩa là một người sẽ khó mà đánh bại được quân tiêu giao. Long giao nhi không nói tiếng nào chỉ đi tới chỗ long uyên trải qua chuyện lần này quân tiêu giao đã dạy nàng ta trưởng thành giao nhi chúng ta đi thôi long uyên thấy long giao nhi như thế thì thầm thở dài trong lòng trước đây ông ta lo chuyện này sẽ xảy ra nên cứ luôn trói buộc long giao nhi không cho nàng ta xuất thế phách thể tổ đường cũng cố ý thiết kế âm mưu không tiếc hy sinh phách thể hạng phi để ám toán quân tiêu giao trải đường cho long giao nhi hiện thế với kết quả bây giờ sự thật đã chứng minh trước thực lực tuyệt đối tất cả thủ đoạn đều trở nên vô dụng quân tiêu giao đã cho bọn họ một cái tát thật mạnh long uyên dẫn long giao nhi đi lần này phách thể tổ đường và thái hư cổ long tộc đều phải trả một cái giá cực lớn phách thể tổ đường mất đi một vị vô thượng huyền tôn còn thái hư cổ long tộc mất sinh thư và sinh mệnh tri tuyền sau chuyện này quân tiêu giao đã đạt được cả danh và lợi trên khắp trung cực cổ lộ không ai có uy tín cao hơn hắn ngay cả các tiên đình vô thượng cấm kỵ thiên kiêu như Linh Diên, cổ đế tử cũng không nổi danh bằng hắn. Thần tử quân gia thật nghịch thiên, trong trận chiến lần này, tất cả hào quang đều chiếu thẳng vào hắn. Lúc này đây, quân tiêu giao được hàng vạn người ngưỡng mộ. Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly đều mỉm cười đầy tự hào. Người trong lòng bọn họ vô cùng nổi danh, có một không hai trên đời. Thần tử quả là khiến người ta mở mang tầm mắt, không hổ là nhân vật có tư cách trở thành hạt giống. Cổ lộ chấp pháp giả kia cũng cảm thán, hạt giống, quân tiêu giao bắt được hàm ý trong đó. Thiên kiêu trồn giấu trong lịch sử phủ bụi, yêu nghiệt vô thượng được ghi chép trong cổ sử, những thiên kiêu đứng đầu các kỷ nguyên như vậy được gọi là hạt giống. Giống như vùi hạt giống xuống đất, chờ đợi đến giây phút đơm hoa kết trái. Cổ lộ chấp pháp giả giải thích là hy vọng của mỗi một kỷ nguyên, đám người yêu nghiệt kia được gọi là hạt giống. Trong đó có không ít tồn tại tự chém nhiều lần, là tồn tại yêu nghiệt hơn cả quái thai cổ đại, bởi vì bọn họ không bị nhốt trong thần nguyên hay bảo địa mà là được chôn giấu trong cổ sử, lại yêu nghiệt trẻ tuổi mạnh mẽ và thần bí nhất. Thì ra là thế, xem ra tương lai sẽ không còn quá nhàm chán. Quân tiêu giao cười cười, với thiên phú thực lực của hắn bây giờ đủ có thể xem như là hạt giống của thời đại này. Quân tiêu giao cảm thấy cho dù đi đến trung cực cổ lộ cũng sẽ không quá nhàm chán, suy cho cùng trong tương lai những hạt giống bị chôn giấu trong các kỷ nguyên cổ sử cũng sẽ lần lượt xuất hiện, đơm hoa kết trái trong thời chiến này. Đến lúc đó sẽ là trăm thuyền tranh lưu, vạn xương giành tự do. Ai giành được thì sẽ trở thành chúa tể đương thời, đăng lâm vô thượng. Đương nhiên ta rất mong chờ thần tử sẽ đi đến cuối cổ lộ, tham dự thử thách trung cực, tin rằng nhất định sẽ khiến cho đám chó con ở dị vực kinh ngạc vô cùng. Ánh mắt cổ lộ chấp pháp giả sáng lên, nhìn quân tiêu giao với vẻ vô cùng mong đợi. Hắn ta là hậu duệ của thủ quan giả, có thể nói là căm thù dị vực đến tận xương tủy. Trong cửu thiên tiên vực xuất hiện một biến số vạn cổ giống như quân tiêu giao chính là chuyện hắn ta mong được nhìn thấy hắn ta cũng rất muốn thấy cảnh tượng quân tiêu dao quét sạch tất cả kẻ thù dị vực. Thử thách trung cực, trong mắt quân tiêu dao lóe ánh sáng. Hắn từng nghe nói trong kỳ nguyên này, nếu đi đến cuối cổ lộ, vượt qua thử thách thành công thì sẽ có cơ hội đạt được cơ duyên cực lớn. Nhưng nghe cổ lộ chấp pháp giả nói thì hình như thử thách trung cực này còn phải tiếp xúc với dị vực. Chuyện này thú vị rồi đây, thử thách trung cực có liên quan đến một đế vương trong thần thoại, nếu thần tử may mắn, nói không chừng có thể đạt được trí bảo thế giới thụ trong truyền thuyết cổ lộ chấp pháp giả mỉm cười. Cái gì, quân tiêu giao kinh ngạc, chương 1050 tranh đoạt thiếu hoàng tiên đình. Chương 1050 tranh đoạt thiếu hoàng tiên đình. Nếu nói bây giờ thứ mà quân tiêu giao đang để ý nhất là gì, không có gì qua được vũ trụ bên trong. Quân tiêu giao thiên tư yêu nghiệt, tu luyện gần như không có bình cảnh. Những người khác khó mà đột phá cảnh giới, còn quân tiêu giao thì lại đột phá đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Nhưng nếu như nói quân tiêu giao có bình cảnh, như vậy thì chỉ có một cái, chính là vũ trụ bên trong. Phải biết, thông thường mà nói, cường giả đứng đầu trong trí tôn mới có thể bước đầu tiếp xúc đắp nặn nên tiểu thế giới. Hoặc giả cường giả chuẩn đế mới có thể làm ra một cái thế giới bên trong như khuôn như dạng, hoặc là vũ trụ bên trong vân vân. Còn quân tiêu giao thì sao? Bây giờ cùng lắm mới đại thánh cảnh mà thôi. Đại thánh cảnh đã có được vũ trụ bên trong, đây là tồn tại có một không hai. Quân tiêu giao cũng là đi ra con đường của riêng mình, có được đạo của chính mình, mới có thể sớm như vậy đã mở ra vũ trụ bên trong. Hơn nữa vũ trụ bên trong quân tiêu giao là chuyên thuộc về riêng mình hắn, không hề có một chút quan hệ với quy tắc cửu thiên tiên vực. Cho nên muốn cho vũ trụ bên trong mở rộng, tự nhiên là càng thêm khó khăn. Phải gian nan hơn rất nhiều lần khác xa tu luyện thế giới bình thường. Đây cũng là nguyên nhân vì sao quân tiêu giao muốn lấy được suối sinh mệnh, chính là vì định cung cấp cho vũ trụ bên trong một phần năng lượng. Chẳng qua nếu bàn về món trí bảo gì có lực lượng thế giới hùng hậu nhất, vậy thì không có gì qua được thế giới thụ. Đây chính là đồ vật mà ngay cả đại đế nhìn cũng sẽ động tâm. Cho dù là quân tiêu giao cũng không nghĩ tới, ở trong thí luyện trung cực vậy mà lại có trí bảo loại này xuất hiện. Quân tiêu giao nhất thời tràn ngập mong chờ với thí luyện trung cực. Thế giới thụ, hắn nhất định phải lấy tới tay. Được rồi, nếu như thần tử đi đến cuối cổ lộ, tự nhiên sẽ có người tiếp dẫn ngài đi tới khu thí luyện trung cực, vậy ta trước hết cáo từ. Người chấp pháp cổ lộ hơi chắp tay, quân tiêu giao cũng đáp lễ. Quân huynh đích thật đã để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, vậy chờ mong ở cuối cổ lộ tái kiến quân huynh. Vũ Hóa Vương đi tới, tóc trắng hơn tuyết, phong thần tuấn lãng, hơi chắp tay mỉm cười với quân tiêu giao. Y cũng chuẩn bị đi bế quan, tiêu hóa một chút truyền thừa của Vũ Hóa Đại Đế. Quân tiêu giao khẽ vuốt cằm, đúng rồi, quân huynh có biết vì sao ở táng đế tinh không thấy bóng dáng truyền nhân các vị tiên thống vô thượng tiên đình không? Vũ Hóa Vương bỗng nhiên lên tiếng, chẳng lẽ Vũ Hóa Đạo Huynh đã biết được điều gì? quân tiêu giao hỏi ta ngược lại xác thực biết được một chút có vẻ như bây giờ tiên đình đang tổ chức tranh đoạt thiếu hoàng tiên đình vũ hóa vương đáp thì ra là thế quân tiêu giao giật mình trước đó hắn cũng có nghi ngờ vì sao không thấy bóng dáng người của tiên đình ở táng đế tinh thì ra là đang tuyển chọn thiếu hoàng địa phương tuyển chọn thiếu hoàng tiên đình là ở một nơi gọi là rừng tiên bia cơ duyên trong đó cũng không ít hơn táng đế tinh quân huynh và truyền nhân tiên đình có chút cọ sát ta chỉ là nhắc nhở quân huynh một chút nước tiên đình quá sâu, đám người linh duyên, cổ đế tử cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Vũ Hóa Vương chân thành lên tiếng nhắc nhở, đa tạ Vũ Hóa đạo huynh nhắc nhở, quân tiêu giao bình thản gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không coi thường vô thượng tiên đình, dù sao con quái vật khổng lồ này đã từng thống lĩnh cửu thiên tiên vực, nội tình sâu đến đáng sợ. Dù là mạnh như quân gia cũng không muốn hoàn toàn xé rách ra mặt. Nếu như hai con quái vật lớn tiên đình và quân gia này hoàn toàn khai chiến, thế thì ảnh hưởng cũng quá sâu rồi còn muốn lớn hơn cả ảnh hưởng của bất hủ chiến bình thường, toàn bộ cửu thiên tiên vực đều sẽ bị ảnh hưởng đến, long trời lở đất. Cũng chính là bởi vì vậy nên quân gia lúc trước mới có một phần tộc nhân không tán đồng ý niệm tranh bá, tách ra, trở thành ẩn mạch quân gia. Cho tới bây giờ quân tiêu giao đều chưa từng xem thường những truyền nhân tiên thống này. Nếu như thiếu hoàng tiên đình được tuyển chọn ra, truyền nhân tiên thống đại khái sẽ thuận theo liên hợp lại, tự nhiên là sẽ bất lợi cho quân tiêu giao. Nhưng quân tiêu giao cũng có lòng tin với chính mình, thực lực tuyệt đối khiến hắn không hề sợ hãi. Thiếu hoàng tiên đình, đại khái sẽ chỉ phát sinh giữa hai người linh diên và cổ đế tử, sẽ là ai đây? Quân tiêu giao thì ngược lại có chút tò mò, kế đó, vũ hóa vương rời đi, vũ vân thường cũng đi theo rời đi. Nàng lưu luyến không rời liếc mắt nhìn quân tiêu giao một chút, trong mắt đẹp đầy vẻ quyến luyến. Tuy nàng và quân tiêu giao đều chưa từng ở cùng nhau quá lâu, thậm chí quân tiêu giao và nàng cũng chưa từng nói qua mấy câu. Nhưng phong thái khí độ của quân tiêu giao, dĩ nhiên đã chinh phục được vị quận chúa xinh đẹp ngang ngược cao quý này. Quân công tử, Vân Thường mong gặp lại ngài, má lúm đồng tiền yêu kiều của Vũ Vân Thường đỏ ửng, quay đầu lại nhìn quân tiêu giao một chút rồi mới theo Vũ Hóa Vương rời đi. Gặp lại sao, ánh mắt quân tiêu giao sâu xa, nhưng ánh mắt của hắn không phải dừng ở trên người Vũ Vân Thường, mà là dừng ở trên người Vũ Hóa Vương. Y che giấu thật sự sâu, bằng hữu xa xỉ cỡ nào, quân tiêu giao thở dài trong lòng, mà ở bên cạnh, Khương Lạc Ly cũng nhíu cái mũi ngọc tinh xảo, như là con thỏ nhỏ đánh hơi được mùi nguy hiểm. Tiêu giao ca ca quá yêu tú, nữ nhân của huynh ấy cũng càng ngày càng nhiều. Khương Lạc Ly lầu bầu, bây giờ nàng đúng là có một tia hối hận, trước đó ở trong cửa sinh tử, lúc ở nguyên linh giới. Vì sao lại thẹn thùng chứ? Vì sao không lớn mật một chút? Nói không chừng có thể thuận lý thành trương mà gạo nấu thành cơm. Yên tâm đi, tiêu giao không phải một người sẽ xa vào trong nữ nhi tình trường, tương lai của hắn, chú định thành vương. Khương Thánh Y nói lầm bẩm về sau, mọi người cũng dần dần tán đi, mang tin tức ở nơi này truyền ra bốn phương tám hướng. Cũng không còn người nào dám nhớ nhung cơ duyên cửu chỉ Long Thánh Đế nữa. Trường 1051 tin tức về quân vô hối, tân đế dị vực ra đời. Trường 1051 tin tức về quân vô hối, tân đế dị vực ra đời. Những đại lão trong vũ trụ tinh không này cũng rời đi, một số ít người trong số đó đã bắt đầu cân nhắc lại lần nữa quan hệ với quân gia. Nếu như quân tiêu giao không ngã xuống thì tương lai nhất định là độc đoán vạn cổ, nhân vật vô thượng đứng sừng sững trong dòng sông thời gian. Đến lúc đó lại muốn khắc phục quan hệ với quân gia sẽ rất khó. Thấy đám người xung quanh đều đã tán đi, ánh mắt quan tiêu giao mới chuyển hướng nhìn sang chiến thần man, hỏi do chiến thần man tiền bối, trước đó A Cửu nói tiền bối từ biên quan dị vực đến, không biết phụ thân ta quân tiêu dao muốn nói lại thôi nhưng hắn biết quân vô hối một hơi hóa tam thanh sao trấn tam đại cấm địa thế nên quân tiêu dao rất để bụng tình huống của quân vô hối sao tam thanh ba vị thần tiên tối cao trong đạo giáo trung quốc tuy hắn chưa bao giờ gặp qua người phụ thân này cũng chưa từng thể hội tình thương của cha nhưng khi còn bé khương nhu đã từng không chỉ một lần nói qua với quân tiêu dao phụ thân của con là một đại anh hùng đội trời đạp đất tuyệt đối không nên oán hận ông ấy chưa từng ở bên cạnh bầu bạn với con. Quân tiêu giao đương nhiên sẽ không oán hận gì quân vô hối, hắn vốn là xuyên qua tới, tâm trí đều rất trưởng thành, sẽ không giống như tiểu hài tử. Ngược lại quân tiêu giao còn có một chút ý kính trọng quân vô hối. Ít nhất đổi lại là tự bản thân quân tiêu giao, hắn thì không có trí công vô tư như vậy. Chủ thượng, chủ thượng ngài ấy, giọng điệu chiến thần mang hơi trầm xuống, trong mắt lộ ra vẻ u ám quân tiêu dao chậm rãi thở ra một hơi rồi nói tiền bối thỉnh nói khí tức của chủ thượng ngài ấy tan biến rồi chiến thần man trầm giọng nói cái gì đám người khương lạc ly khương thánh y a cửu ở đây mặt mày ai nấy đều biến đổi tuyệt đối không nghĩ tới chiến thần man lại mang về một tin tức như vậy khí tức của phụ thân đã tan biến rồi sao ánh mắt quân tiêu dao cũng khẽ run lên trong lòng khó mà bình tĩnh nổi lạnh lùng vô tình của quân tiêu dao là để đối đãi kẻ địch còn đối với người thân của mình, quân tiêu giao cực kỳ để ý. Tình huống cụ thể, ta cũng không rõ lắm, bởi vì chủ thượng cũng không phải trấn áp đế quan mà là xâm nhập dị vực, uy hiếp một kẻ được coi là mạnh nhất. Nhưng dị vực, dường như đang có đạo âm hưởng kinh khủng nổi lên, thậm chí đã lan gần đến biên quan, qua huy đại đế chiếu dọi cửu thiên. Có khả năng, dị vực có tân đế ra đời, giọng điệu chiến thần man hết sức nghiêm túc nặng nề, dị vực, có tân đế ra đời, quân tiêu giao trầm mặc, mái tóc đen nhánh, hơi che đi con người mắt thâm thúy của hắn. Không ai biết được giờ phút này trong lòng quân tiêu giao đang nghĩ gì. Chẳng qua nghĩ đến khí thức của quân vô hối biến mất, lại nghĩ tới dị vực khả năng có tân đế ra đời. Kẻ đần cũng biết, ở trong đó không thể nào một chút liên hệ cũng không có. Tiêu giao, tiêu giao ca ca, hai người Khương Lạc Ly, Khương Thánh Y tiến lên, một trái một phải đi tới bên cạnh quân tiêu giao, biểu cảm trên mặt đều lộ ra một chút lo lắng lẫn thương tiếc. Quân Tiêu Dao chưa bao giờ tận mắt gặp phụ thân của hắn. Thật vất vẻ mới nghe được tin tức của Quân Vô Hối, nhưng lại là như vậy. Đổi lại là ai đều sẽ có chút không cách nào tiếp thu được. Khương Thánh Y hơi lo lắng, vành mắt Khương Lạc Ly cũng hơi phiếm hồng. "Không sao." Quân Tiêu Dao bình thản khoác tay áo, mặt không cảm xúc, đôi mắt thâm thúy tựa như đại dương dưới bầu trời đêm. Không hổ là thiếu chủ, tâm tính này, đáy lòng chiến thần man cũng có một tia tán thưởng. Biểu hiện của Quân Tiêu Dao cũng không phải là hắn không quan tâm đến quân vô hối mà là có thể kiểm soát được cảm xúc lẫn tâm trạng của mình tâm tính còn quan trọng hơn cả thiên phú gì đó thiếu chủ chớ nên lo lắng a cửu cảm thấy chủ thượng chỉ là khí thức biến mất thật cũng không phải xảy ra ngoài ý muốn thật a cửu cũng đi lên an ủi đúng vậy thiếu chủ không nói đến thực lực chủ thượng khó lường lùi một bước mà nói cho dù thực sự có chuyện gì ngoài ý muốn thì đó cùng lắm chỉ là một trong số những phân thân tu hành của chủ thượng mà thôi chiến thần man nói Sở Dĩ hắn chưa từng có lo lắng nhiều, chính là bởi vì quân vô hối đang ở dị vực chính là một trong số phân thân nhất khí hóa Tam Thanh. Cho dù có xảy ra cái gì ngoài ý muốn thì cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng chí mạng với quân vô hối. Điều này ta hiểu được, làm phiền tiền bối truyền lại tin tức." Quân Tiêu Dao chắp tay nói, "Lần này ta từ biên quan trở về, thật sự cũng không đơn thuần là vì truyền lại tin tức cho thiếu chủ. Chủ thượng đã từng nói qua, nếu như có khi nào ngài ấy biến mất thì đó chính là khởi đầu của sao động dị vực." Kế tiếp có thể sẽ có sóng gió lớn, mở ra đại thế loạn lạc. Cho nên sau đó ta phải trở về quân gia bẩm báo một ít chuyện, cũng để cho quân gia chuẩn bị sẵn kế hoạch lẫn biện pháp ứng đối. Chiến thần Man nói, "Ừm, um, vậy thì làm phiền tiền bối." Quân Tiêu giao trịnh trọng chắp tay, nếu như không phải Chiến thần Man thì hắn sẽ không biết được tin tức này. Thế thì thiếu chủ bảo trọng, đúng rồi, lúc chủ thượng rảnh rỗi vẫn thường xuyên một mình nhìn ra một phương hướng xa xăm. Phương hướng kia chính là Hoàng Châu quân gia chiến thần man chắp tay một cái thật sâu với quân tiêu dao sau đó trực tiếp rời đi những lời này lưu lại khiến cho chúng nữ tử khương lạc ly khương thánh y đang ở đây trong lòng đều có một cảm giác chua sót nhẹ vành mắt đỏ ửng anh hùng cũng có nhu tình quân vô hối sao có thể không để ý đến thê tử nhi tử của ông chứ chẳng qua ông còn có việc quan trọng hơn cần phải hoàn thành không phụ thương sinh không phụ khanh sao mà khó khăn mạnh như đại đế vô tận cũng không thể làm được song toàn Quân tiêu giao chắp tay, một mình rời đi. Tiêu giao, Khương Thánh Y lên tiếng gọi, các người cũng đừng tới đây, để cho ta một mình yên tĩnh một lát. Quân tiêu giao khoát tay, trong lòng hai nữ Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly đều có cảm giác chua sót. A cửu khẽ thở dài một hơi nói, các người cũng không cần lo lắng quá mức, ta tin tưởng thiếu chủ. Tiêu giao đệ ấy, quá mệt mỏi, trong giọng nói Khương Thánh Y kèm theo thương cảm, chương 1052 biểu lộ của Khương Thánh Y, thời khắc dịu dàng mươi 1052, biểu lộ của Khương Thánh Y, thời khắc dịu dàng. Thế nhân chỉ thấy quân tiêu giao phong quang vô hạn, quét ngang cổ lộ, hào quang vạn trường. Lại không nhìn thấy cô tịch lẫn áp lực trong lòng hắn. Một thân một mình, đánh cờ với trời. Còn có lúc hắn cô độc đạp lên cổ lộ, để lại câu kia. Đợi lúc ta chứng đạo thành tiên, ắt gọi nhật nguyệt đổi mới trời. Quân tiêu giao tự định mục tiêu cho mình, cực kỳ cao. Cao đến thiên kiêu bình thường, cơ bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đương lúc một người nội tâm cao ngạo, đứng ở đỉnh phong. Hắn cảm nhận được, không chỉ có vô địch mà còn có cô độc. Cương giả, luôn luôn cô độc, đây cũng là nguyên nhân vì sao Khương Thánh Y liều mạng cũng phải cố gắng tu luyện. Nàng hy vọng bản thân mình biến thành một đám lửa, có thể hơi chút sưởi ấm trái tim cô độc lạnh lùng bất tận của quân tiêu giao. Dòng dã 10 ngày, quân tiêu giao nán lại bên trong một cái hang cổ nguyệt. Hắn không có tu luyện, không có làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là giải phóng đầu óc của mình, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không làm. Quân tiêu giao hiểu được, tâm tính còn quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Vẫn còn quá yếu, quân tiêu giao thở dài nói, lời này nếu như để cho những thiên kiêu khác nghe được, tuyệt đối thẳng là to. Cổ vét sai quân tiêu giao, sao tiếng lóng của Trung Quốc, chỉ kẻ giỏi khoe khoang giả vờ. Này nếu còn gọi là yếu, vậy những thiên kiêu khác ở kỷ nguyên này, chẳng phải là hổ thẹn đến tự sát luôn sao? Phải biết rằng, quân tiêu giao còn rất trẻ, mới hơn 20 tuổi. Lứa tuổi này mà có được thực lực như vậy, đã là duy nhất cổ sử rồi. Bây giờ, dưới cảnh giới trí tôn, ai có thể đối phó được quân tiêu giao đây? Tiêu giao, ta có thể đi vào được không? Ở bên ngoài cổ động truyền đến giọng nói êm dịu của Khương Thánh Y. Suốt 10 ngày, quân tiêu giao đều ở bên trong cổ động, các nàng hơi lo lắng. Khương Lạc Ly rất sầu não, không biết phải đi an ủi thế nào, cho nên Khương Thánh Y mới đến đây điều tra. Thánh Y tỷ, vào đi. Quân tiêu giao nói, Khương Thánh Y đi vào, thấy quân tiêu giao đang ngồi xếp bằng dưới đất, cả người yên tĩnh như sử nữ, như một pho tượng thần linh tuấn tú. Vẻ nản lòng, mất mát trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện trên mặt quân tiêu giao. Sao vậy, chẳng lẽ Thánh Y tỷ cho là ta tự thân một mình trốn ở chỗ này khóc nhẹ sao? Quân tiêu giao cười cười, Khương Thánh Y thở phào nhẹ nhõm, còn có thể nói đùa, chứng tỏ quân tiêu giao không có bị ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta đều rất lo lắng cho đệ, Khương Thánh Y nói, không sao đâu, chỉ là ngẫu nhiên muốn dừng bước nghỉ ngơi một chút ấy mà, sau đó còn phải lên đường, tiến về nơi thí luyện cuối cùng. Quân Tiêu Giao nói, con người trong suốt của Khương Thánh Y bình tĩnh liếc mắt nhìn Quân Tiêu Giao một chút, sau đó bỗng nhiên ngồi quỳ ở bên cạnh Quân Tiêu Giao. Nếu như phải nghỉ ngơi mà nói, vậy thì nằm xuống đây đi. Tay ngọc của Khương Thánh Y vỗ nhẹ lên đùi của mình. Quân Tiêu Giao ngốc trệ, sau đó mỉm cười, cũng không có khách sáo mà nằm thẳng xuống, Đầu gối lên trên cái đùi mềm mại đẫy đà của Khương Thanh Y. Cảm xúc vô cùng mỹ diệu, nhân vật cấp tuyệt đại nữ thần mà vô số nam tu trên cổ lộ ngưỡng mộ, giờ phút này dâng lên gối đùi, ai có thể từ chối được chứ? Cũng chỉ có Quân Tiêu Dao mới có thể có được đãi ngộ kiểu này. Nói thật, thật ra ta là một con cá ướp muối, cũng không muốn trở thành anh hùng giống như phụ thân vậy. Thương sinh với ta có quan hệ gì đâu, chỉ cần những người bên cạnh ta đều an ổn hạnh phúc là được rồi." Quân Tiêu Dao nói, ý tưởng này có lẽ rất ích kỷ, nhưng quân tiêu giao xác thực chính là người như vậy, muốn hắn vì bá tánh không chút tương quan nào kính dân, hắn làm không được. Tiêu giao, cũng không phải anh hùng tạo thời thế, mà là thời thế tạo anh hùng. Ở trận tranh đấu thế gian lớn này, nhất định phải có người đứng ra, độc đoán vạn cổ, trấn áp hết thảy kẻ địch. Mà người đó chính là đệ, tiêu giao, đệ nhất định là anh hùng. Khương Thánh Y lời nói sâu xa, tay ngọc rũi ra, vuốt ve sườn mặt tuấn tú của quân tiêu giao, trong mắt đẹp có vẻ phức tạp, thật ra cũng không phải tất cả nữ tử đều hy vọng ý trung nhân của mình là anh hùng cái thế gì. Bởi vì anh hùng thì phải đổ máu, phải hy sinh rất nhiều thứ. Mà nàng thì lại không nỡ. Ồ, anh hùng sao? Quân tiêu giao nói, không hiểu sao hắn lại nhớ tới một câu nói rất nổi tiếng ở kiếp trước. Năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn, có thể quân vô hối chính là có loại tín nhiệm này. Nếu không ông cũng sẽ không để quân tiêu giao lại trong hộ thân phù, viết xuống câu nói quân tử lập mệnh, cả đời không hối hận này, đa tạ thánh y tỷ đột nhiên cảm giác tốt hơn nhiều rồi. Quân tiêu giao khẽ cười một tiếng, tuy tâm tính bản thân hắn cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng cùng Khương Thánh Y nói chuyện phiếm lại khiến lòng hắn trở nên rất bình tĩnh. Khương Thánh Y chính là có loại năng lực đó, nàng giống như một tỷ tỷ lớn tài trí, thành thục, xinh đẹp, dịu dàng dễ thân cận nhà bên. Đúng rồi, trước đó ta đã từng nói, chờ đến trung cực cổ lộ kết thúc, ta sẽ cho tỷ một cái hứa hẹn. Quân tiêu giao bỗng nhiên nghĩ tới điều này, ai ngờ, Khương Thánh Y cũng rỗi một ngón tay ngọc ra, chặn môi quân tiêu giao lại. Tiêu giao, không cần nhiều lời, ta biết con đường đệ phải đi còn rất dài, đặc biệt là sau khi biết được chuyện của phụ thân đệ. Khương Thánh Y khéo hiểu lòng người nói, sau khi biết chuyện của quân vô hối, quân tiêu giao đương nhiên càng có áp lực, muốn tu luyện, trở nên mạnh mẽ hơn, cơ bản không có thời gian dư thừa lẫn tâm tư đi nữ nhi tình trường. Thế nhưng mà, quân tiêu giao muốn nói lại thôi, không sao, để cho ta chờ 10 năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm đều không quan trọng. Chỉ cần người cuối cùng đó là ngươi, là được rồi. Khương Thánh Y điềm đạm mỉm cười, thanh lệ tuyệt thế. Lời này của nàng rất thẳng, hầu như không khác gì thổ lộ. Sau khi kinh lịch nhiều như vậy, Khương Thánh Y cũng hiểu rõ bản tâm của mình. Cuộc đời này của nàng chỉ có quân tiêu giao, nếu đã có quyết định, như vậy cần gì phải xôn xao rối loạn quan tâm nhiều như thế. Chương 1053 thời khắc dịu dàng, cảnh nhạc Đệm chương 1053, thời khắc dịu dàng, cảnh nhạc đệm. Quân tiêu giao nghe vậy thì hơi im lặng, sau đó bỗng nhiên ngồi thẳng lên. Ở trong ánh mắt ngạc nhiên đến cực điểm của Khương Thánh Y, hôn lên môi của nàng. Tiêu giao, ưm, Khương Thánh Y còn chưa nói xong, môi thơm đã bị chặn lại. Trong lòng nàng khó mà bình tĩnh nổi, giấy lên gợn sóng, không ngờ quân tiêu giao lại có động tác này. Phải biết rằng, tính cách của quân tiêu giao vẫn luôn yên tĩnh thanh lãnh, tựa như ánh trăng sáng đối với chuyện tình cảm lại càng cực kỳ thản nhiên, không có truy cầu gì, thuận theo tự nhiên. Không biết bao nhiêu thiếu nữ thích quân tiêu giao, xưa nay bên cạnh hắn cũng không thiếu khuyến nữ nhân. Nhưng không có một nữ nhân nào có thể từ nơi đó của quân tiêu giao có được một chút đáp lại. Mà bây giờ, quân tiêu giao vậy mà lại chủ động. Đây quả thực là phá lệ, lần đầu tiên, trong đôi mắt đẹp của Khương Thánh Y có một tia óng ánh, đó là nước mắt vui sướng. Nàng cũng không muốn nghĩ thêm cái gì, mắt đẹp nhắm lại, lông nghi khẽ run lên, chìm đắm trong ôn nhu. Môi và răng nàng hơi hé ra, đinh hương khẽ thả, nhiệt tình đáp lại quân tiêu giao Mà ngay trong yên tĩnh ấp ám như vậy, một giọng nói thanh thúy như chim oanh suốt cốc vang lên. Thánh y tỷ tiêu dao ca ca, bên ngoài có người tới tìm các ngươi. Khương Lạc Ly gọi to, vừa tiến vào hang cổ đã chứng kiến hai người đang hôn nhau. Bước chân Khương Lạc Ly dừng lại, mắt to giống như là ngưng kết. Nàng hơi luống chân tay, đứng ở tại chỗ đầu óc ong ong trống rỗng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hoàn toàn không biết nên lộ ra biểu cảm gì lạc lạc ly khương thánh y hơi có chút bối rối cùng quân tiêu dao đi ra tuy nói nàng đã nhận rõ bản tâm của mình nhưng cũng không thể không hề cố kỵ thân mật với quân tiêu dao ở ngay trước mặt khương lạc ly được dù sao ban đầu khương lạc ly mới là người trước nhất nói muốn làm thê tử của quân tiêu dao nàng cũng là thê tử mà khương nhu khâm điểm thậm chí vào lúc đó khương gia còn muốn để cho khương thánh y làm bà mai đương nhiên bây giờ cả bà mai cũng bị quân tiêu giao thu phục khương thánh y hơi có vẻ lúng túng nàng có thể không quan tâm tới lời bàn luận của ngoại giới có thể không cần cùng quân tiêu giao có một chút quan hệ không có huyết thống đó nhưng duy chỉ với khương lạc ly trong lòng có một phần áy náy suy cho cùng đều là bởi vì nàng đã động tình cảm không nên động với quân tiêu giao trước lạc ly có chuyện gì vậy quân tiêu giao ngược lại hết sức bình tĩnh thong dong với hắn mà nói đây là sự tình thuận theo tự nhiên hết thảy đều dựa theo bản tâm của mình mà tới muốn làm thì làm thôi nếu như hôn một nữ nhân mà còn phải tự hỏi nửa ngày vậy thì tính là gì hả cái đó hình như là người của giao trì thánh địa đến khương lạc ly ấp úng trả lời khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia cười sượng vậy thì đi xem đi quân tiêu giao đứng dậy đi ra khỏi cổ động khương thánh y cũng đứng dậy nàng nhìn khương lạc ly lạc ly ta ai ngờ Khương Lạc Ly lại dùng sức lắc lắc cái đầu nhỏ, hai cái đuôi ngựa lắc rồi lại lắc. Khánh Y tỷ, cái gì cũng đừng nói nữa, trước cảm ơn tỷ đã quan tâm tới an nguy của ta, cũng cảm ơn tỷ đã quan tâm tiêu giao ca ca. Bây giờ tiêu giao ca ca hẳn là cũng cần một người dịu dàng như Thánh Y tỷ vậy. Khương Lạc Ly lộ ra nét mặt tươi cười sán lạn, Khương Thánh Y sừng sốt, cảm giác của nàng là thật, Khương Lạc Ly dường như đã trưởng thành, cũng trở nên hiểu chuyện. Hiểu chuyện khiến cho người ta cảm thấy có chút đau lòng. Có điều, Lạc Ly cũng sẽ không buông tay đâu, lần này liền xem như hòa nhau đi." Khương Lạc Ly chắp tay quay người, sau đó ngoái đầu nhìn lại mỉm cười, cũng đi ra khỏi cổ động. "Hòa nhau?" Khương Thánh Y nghi hoặc, không biết là ý tứ gì. Nàng đương nhiên không biết, lúc Khương Lạc Ly ở trong sinh tử môn nguyên linh giới đã từng đòi quân tiêu giao khen thưởng, hôn hắn. "Ai, Lạc Ly, tâm tư của ngươi lại che giấu được ai đây?" Nhìn bóng lưng nhảy nhót tung tăng của Khương Lạc Ly, Khương Thánh Y khẽ thở dài nàng nhìn khương lạc ly từ nhỏ lớn lên tự nhiên hiểu nàng mặc dù khương lạc ly lộ ra gương mặt tươi cười mặt mày trông có vẻ không sao cả nhưng chỉ sợ trong lòng cũng có chút chua chua dù sao chỉ cần là nữ nhân có ai mà không ngại đâu chứ tuy nói ở cái thế giới này cường giả có tam thê tứ thiếp thậm chí ba nghìn mỹ nữ cũng là chuyện không thể bình thường hơn nhưng nữ nhân nào mà không muốn nhược thủy ba ngàn chỉ cần một gáo chứ lạc ly ta cũng sẽ không buông tay đâu Khương Thánh Y tự lẩm bẩm trong lòng, cái gì nàng cũng có thể tặng cho Khương Lạc Ly, duy chỉ có quân tiêu giao, nàng sẽ không buông tay. Bên ngoài, trên bầu trời, một vị phụ nhân xinh đẹp thân mặc váy bảo cung trang. Bà đã thu liếm khí thức toàn thân, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ là biết tuyệt đối là cường giả trên trí tôn. Quân tiêu giao bạch y như tuyết, chắp tay đi ra, vừa liếc mắt nhìn một cái đã thấy được phụ nhân xinh đẹp nọ. Bên kia, thấy quân tiêu giao đã rời khỏi hang động, A Cửu cũng đi lên thiếu chủ, cuối cùng ngài đã đi ra. A cửu nói, trong con ngươi cũng mang theo vẻ lo lắng. Thật có lỗi, để ngươi lo lắng rồi. Quân tiêu giao mỉm cười, thiếu chủ không có chuyện gì là tốt rồi. A cửu khẽ gật đầu, nàng cũng không giỏi an ủi, chỉ giỏi ở sau lưng lặng lẽ bảo vệ. Tiền bối là, quân tiêu giao nhìn về phía phụ nhân xinh đẹp trên bầu trời. Phụ nhân xinh đẹp thấy thế cũng không dám làm bộ làm tịch gì, từ trên trời cao đáp xuống. Thần tử quân gia đại danh đỉnh đỉnh, Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, ta chính là trưởng lão Giao Trì Thánh Địa." Mỹ phụ nhân cười hiền từ nói, "Giao Trì Thánh Địa?" Quân Tiêu Giao hơi nhíu mày, "Đây không phải là thế lực truyền thừa Tây Vương Mẫu sao?" Tuy rằng trải qua một ít rối loạn và tai kiếp, nhưng Giao Trì Thánh Địa vẫn truyền thừa xuống dưới. Thật ra hôm nay đến, là vì nàng, tầm mắt phụ nhân xinh đẹp nhìn ra phía sau Quân Tiêu Giao. Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly đi ra chương 1054 người giao chỉ thánh địa tới. chương 1054 người giao chỉ thánh địa tới. Đã có thể đạt được truyền thừa của Tây Vương Mẫu thì đó chính là thánh nữ của giao chỉ thánh địa chúng ta. Phụ nhân xinh đẹp nhẹ nhàng mỉm cười với Khương Thánh Y. Thánh nữ giao trì, Khương Thánh Y hơi nghiêng đầu, lúc này, một bóng dáng xinh đẹp huyền ảo hiện lên đi ra. Đó là một vị nữ tử thành thục xinh đẹp, mặt mày như họa, vẻ uy nghi lúc ẩn lúc hiện. Dáng người đầy đặn, phong tình vạn trùng, có phong độ ý vị thành thục. Đúng là đại tỷ tỷ đi theo bên người Khương Thánh Y, Ngu Thanh Ngưng. Ngươi là, lão tổ tông, phụ nhân xinh đẹp tập trung nhìn vào, rõ ràng phát hiện dáng vẻ của ngô Thanh Ngưng và một vị trưởng giáo thượng cổ của giao trì thánh địa các nàng giống nhau như đúc, nhất thời khiếp sợ, vội vàng không người hành lễ. Ngu Thanh Ngưng cũng không có để ý tới Mỹ phụ nhân này, ngược lại truyền âm với Khương Thánh Y nói. Đồ nhi ngoan, trình diễn tình cảm ân ái đều trình diễn đến trên mặt vi sư rồi, Sư tôn, Khương Thánh Y nghe vậy, tiên nhan đỏ ửng, xinh đẹp không gì sánh bằng. Nàng nào biết quân tiêu giao lại sẽ đột nhiên tập kích, nhất thời say xưa, cơ bản cũng không chú ý tới Ngu Thanh Ngưng. Ngu Thanh Ngưng thân là trưởng giáo giao trì, cả đời đều dâng hiến cho giao trì thánh địa. Cho nên nàng cả đời đều chưa từng có đạo lữ, hôm nay lại bị lấp đầy miệng cầu lương, nổi lên ghen tị với yêu đương ngọt ngào của đồ nhi. Kế tiếp, phụ nhân xinh đẹp cũng nói ý sắp tới vốn là khương thánh y đạt được truyền thừa tây vương mẫu bây giờ lại còn là đệ tử ngu thanh ngưng nàng là nhân vật có tư cách trở thành thánh nữ giao trì nhất hơn nữa khương thánh y còn là thần nữ khương gia lại còn có quan hệ thân thiết với quân tiêu giao giao trì thánh địa đương nhiên càng muốn mượn sức của khương thánh y coi như là mượn sức quân tiêu giao trá hình thánh y vì sư vẫn đề nghị ngươi trước đến giao trì thánh địa một chuyến ngươi có được giao trì tiên kinh đầy đủ nhưng lại có cửu khiếu thạch thai chưa có hấp thu luyện hóa những thứ này ngươi đều có thể tiến hành ở giao trì thánh địa. Trong giao trì thánh địa cũng có một cái giao trì, thuận tiện cho ngươi tu luyện. Ngu Thanh Ngưng nói, đúng vậy, nếu Khương cô nương đồng ý thì toàn bộ tài nguyên của giao trì thánh địa chúng ta, ngươi đều có thể tuyên chuyển. Phụ nhân xinh đẹp nói, hàm răng Khương Thánh Y khẽ cắn môi đỏ, thông qua khóe mắt liếc trộm quân tiêu giao một chút. Nói thật, nàng là thật sự không muốn lần nữa tách ra khỏi quân tiêu giao. Nhưng nàng cũng muốn tiếp tục mạnh lên, hy vọng ngày sau có thể vì quân tiêu giao chia sẻ một chút áp lực. Thánh y tỷ, nếu cần thì tỷ cứ đi đi, giao chỉ thánh địa càng thích hợp cho tỷ tu luyện phát triển hơn. Quân tiêu giao nhẹ nhàng cười nói, ừ, ta biết rồi. Khương Thánh y khẽ gật đầu, mặc dù lòng nàng không muốn, nhưng cũng sẽ không một mực ỉ lại bên cạnh quân tiêu giao. Con đường tu luyện của từng người bọn họ còn chưa có đi hết. Kế tiếp quân tiêu giao còn phải tham gia thí luyện trung cực. Vậy thì thật tốt quá rồi. Phụ nhân xinh đẹp lộ ra ý cười. Giao trì thánh địa hiện tại, mặc dù truyền thừa xuống dưới, nhưng dù sao đã trải qua rối loạn lẫn tai kiếp, không còn phồn vinh lẫn ánh sáng huy hoàng thượng cổ nữa. Bây giờ có thể có Khương Thánh Y gia nhập, trở thành thánh nữ giao trì, lại thêm một tầng quan hệ với quân tiêu giao này. Giao trì thánh địa, có khả năng tái hiện huy hoàng thượng cổ. Khương Thánh Y rời đi, còn có Ngô Thanh Ngưng và thần tàm công chúa biến thành bản thể đi cùng với nàng. Khương Thánh Y biết, lần này đi giao trì thánh địa sẽ có trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện của nàng hơn nữa nàng đạt được giao trì tiên kinh có thể giúp cho giao trì thánh địa lần nữa quật khởi thậm chí ngày sau khương thánh y đảm đương một thế hệ trưởng giáo mới của giao trì thánh địa cũng không phải là chuyện không có khả năng dù sao nàng vẫn là đệ tử của vị trưởng giáo thượng cổ ngô thanh ngưng này mặc dù lòng khương thánh y không muốn nhưng lại đi rất dứt khoát không dây dưa dài dòng không có chuyện khóc lóc ly biệt linh tinh gì đó nàng cũng là một nữ tử độc lập kiên cường, sẽ không ỉ lại bên cạnh quân tiêu giao. Chia ly, là vì cử viễn lâu dài hơn, nay, tiêu giao ca ca, nhìn đến ngốc rồi à, mọi người đều đã đi rồi. Khương Lạc Ly cố ý nói đùa, tay nhỏ quơ quơ ở trước mặt quân tiêu giao. Không có, nghỉ ngơi lâu như vậy rồi, ta cũng nên tu luyện. Quân tiêu giao thoải mái cười, hắn cũng không phải loại người xa vào trong nữ nhi tình trường đó. Huống chi, Tin tức quân vô hối và tân đế dị vực cũng mang đến áp lực rất lớn cho quân tiêu giao. Hắn cần phải nhanh chóng tiến bộ, hơn nữa cơ duyên lớn nhất sau này, không gì qua được thí luyện trung cực cổ lộ. Quân tiêu giao cũng muốn cẩn thận chuẩn bị một phen, kế tiếp, hắn chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, tu luyện sinh thư. Còn phải chuyển rời suối sinh mệnh tới trung tâm vũ trụ bên trong. Có điều trước đó, quân tiêu giao liếc mắt nhìn A Cửu một chút. Hắn bỗng nhiên nói, A Cửu, người có thể tự do hành động được rồi, không cần luôn âm thầm bảo hộ cho ta. A cửu nghe vậy, trong con ngươi mắt hơi hiện lên một tia gợn sóng. thiếu chủ, vì sao? với thiên phú của a cửu ngươi, nếu như không phải luôn âm thầm đi theo ta thì cảnh giới bây giờ của ngươi, có lẽ không chỉ dừng ở cảnh giới tiểu thiên tôn đâu. quân tiêu giao nói, a cửu làm người hộ đạo của hắn, hy sinh thời gian của mình nhiều lắm. a cửu không ngại, a cửu nói, nàng từng đi theo quân vô hối, là người cùng một thời đại với quân vô hối tuy rằng nhìn qua xinh đẹp tao nhã, nhưng nhiều điểm tuế nguyệt tang thương lại lắng động bên trong con ngươi. Nhưng rõ ràng là tuổi của nàng còn lớn hơn Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly nhiều. Chẳng qua loại lắng động năm tháng này cũng không có giảm bớt đi một điểm tao nhã của A Cửu. Ngược lại làm cho nàng cũng có một loại thành thục và ổn trọng nhìn thấu thế sự. Đây chính là mị lực đặc thù mà cả Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly đều không có. Ngươi không ngại, nhưng ta không thể chậm trễ ngươi, quân tiêu giao nói. Chương 1055 bằng chứng xác thực cha Nam Quân Tiêu Dao. Chương 1055, bằng chứng xác thực cha Nam Quân Tiêu Dao. Sau khi A Cửu im lặng một lát mới hơi gật nhẹ đầu nói, "Được, nếu là lời thiếu chủ nói, như vậy A Cửu tự nhiên tuân theo." A Cửu quay người, đang định rời đi, từ từ, Quân Tiêu Dao lên tiếng, bước sen của A Cửu dừng lại, từ trước tới giờ, đa tạ, Quân Tiêu Dao chắp tay với A Cửu, giọng điệu hết sức chân thành hắn là cảm tạ phát ra từ chân tâm, chỉ là chắp tay nói lời cảm tạ thôi sao. Khóe môi A cửu bỗng nhiên cong lên thành một nụ cười nhẹ. Quân tiêu dao sừng sốt, hắn nhìn nữ tử tóc đen như suối, dung mạo xinh đẹp đến mộng ảo trước mặt, đi thẳng lên, nhẹ nhàng ôm lấy. Thân thể mềm mại của A cửu cũng run lên, trong mắt đẹp trào lên một tia gợn sóng. Nàng chỉ là trêu gẹo nói đùa một chút mà thôi, không ngờ quân tiêu dao lại có hành động này. Một cái ôm ấp áp đơn giản, A cửu, trước đó người hộ ta bình an, về sau, ta hộ ngươi một đời vô sự. Quân tiêu giao nhẹ giọng nói khẽ vào tai A Cửu, trên dung nhan như mộng ảo của A Cửu hiện lên một nụ cười khuynh thành,